Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 3051 chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng. Điều thú vị là Lâm Nhất còn nghe được một số tin đồn về mình, họ nói rằng Nam Vực xuất hiện một quái vật nắm giữ kiếm ý thông linh. Trước đây Nam Vực không có gì nổi bật, nhưng việc Lâm Nhất nắm giữ kiếm ý thông linh lại dấy nên sóng gió cực lớn. Thậm chí có rất nhiều người không tin, ngay cả thiên tài kiếm đạo của Huyền Vực còn chưa nắm giữ được kiếm ý thông linh, Nam Vực xếp hạng cuối sao có thể xuất hiện một yêu nghiệt như thế. Lâm Nhất cười một tiếng, chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng. Trên con đường thông thiên cả huyền hoàng giới đều chẳng là gì cả, đến nay còn phân chia Nam Vực Bắc Vực gì chứ, hiểu biết của võ giả ngoại vực cũng chỉ có thế thôi. Hai ngày sau, Thanh Đồ trưởng lão xuất hiện, ông ấy triệu tập nhóm Lâm Nhất đi về phía núi Huyền Hoàng. Sự hùng vĩ của núi Huyền Hoàng không cần miêu tả quá nhiều, nó là ngọn núi đặc biệt nhất mà Lâm Nhất từng gặp trong đời. Cả ngọn núi có hai luồng khí huyền hoàng lượn lờ. Chúng như hai con dao long quấn lấy nhau, thân hình khổng lồ của chúng dần biến mất dưới lòng đất, dường như lan rộng ra khắp cả huyền hoàng giới. Địa điểm tuyển chọn lần này ở sâu trong núi huyền hoàng, thánh minh canh gác cực kỳ nghiêm ngặt. Khi nhóm người Nam Vực đến, ở đó đã tập trung một số nhân tài kiệt xuất ngoại vực, Thanh Đồ trưởng lão bình tĩnh dẫn mấy người đi tới hàng ghế của cổ vực Nam Hoa. Nhóm Lâm Nhất vô cùng tò mò. Nhìn tới nhìn lui quan sát cảnh vật xung quanh. Ở trung tâm bục phẳng này có một trận truyền tống được vẽ từ linh văn, 8 điểm nút trận pháp phát ra ánh sáng rực rỡ. Sau khi cuộc tuyển chọn bắt đầu, các người đều sẽ bước lên trận truyền tống này để vào trong bí cảnh tương tự với mê cung. Có khảo hạch và cũng sẽ có cạnh tranh, khảo hạch thất bại sẽ bị truyền tống ra ngoài, bị người khác đánh chết cũng sẽ bị truyền tống ra. Có nhìn thấy 8 tia sáng trong trận pháp đó không? Người cuối cùng thu thập được 8 tia sáng này sẽ giành được suất cuối cùng. Thanh Đồ trưởng lão chỉ vào trận pháp thần bí và giải thích cho mọi người, quy tắc rất đơn giản. Lâm Nhất đã hiểu, đưa mắt nhìn về phía các nhân tài kiệt xuất ngoại vực khác, khí tức của họ đều rất đáng sợ. Họ không cố tình thăng cấp lên thiên phách mà dừng ở giai đoạn bán bộ thiên phách để điên cuồng tích lũy cơ sở, một số người có cơ sở quá dư thừa phát ra ánh sáng. Làn sóng ánh sáng dao động quanh người họ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cao thủ rất nhiều, quả thật Nam Vực còn thua kém, nhưng người thực sự có thể lọt vào mắt xanh của Lâm Nhất vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ là do họ ẩn nấp quá kỹ nên không bị hắn phát hiện. Lâm ca ca, nhìn bên kia kìa. Nguyệt Phi Vi đứng bên cạnh Lâm Nhất, chỉ về phía trước bảo, hướng đó có vài tiếng xé gió vang lên từ giữa khu rừng âm u. Một lát sau họ đã tới gần. Lâm Nhất nhìn qua, lập tức cảm nhận được rất nhiều khí tức làm cho hắn nghiêm túc, đặc biệt là ông lão áo xám dẫn đầu. Có lẽ ông ta cũng là người của Thánh Minh như Thanh Đồ trưởng lão, nhưng ông ta mang lại cho Lâm Nhất cảm giác mạnh hơn nhiều. Hắn tập trung kiếm ý vào đôi mắt, mơ hồ thấy được 4 vùng khí hải trong cơ thể đối phương. Mỗi vùng khí hải đều mênh mông không thể tả, cứ mỗi bước đi khí hải sẽ gợn sóng như thể có một sức mạnh như rời núi lấp biển đánh tới. Mang lại áp lực cực lớn cho người khác. Chương 3052, Kiếm ý thông linh. Thiên nhân thất phách tương ứng với tiên thiên thất khiếu, tâm, khẩu, nhãn, nhĩ, tỵ, thủ, túc, thất đại võ huyệt sẽ lần lượt được đả thông ở cảnh giới tiên thiên. Đến cảnh giới thiên phách, chúng sẽ được khai quật thêm, mở rộng giới hạn thể chất đến mức độ không thể tưởng tượng, thậm chí có thể chạm tới linh hồn. Mỗi lần đả thông một phách sẽ có thể mở khí hải ở nơi sâu trong thất đại võ huyệt. Cao thủ thiên phách có thể độ kiếp thành công, khí hải vững chắc như bí cảnh được mở trong cơ thể, linh khí thiên địa có thể đưa vào đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi. Ông lão áo xám trước mặt mang lại cho Lâm Nhất cảm giác như độ kiếp thành công cả 4 phách, tu vi ấy vô cùng khủng khiếp. Tiện tay tung một chiêu, cả 4 vùng khí hải đều đồng loạt cuộn trào, sức mạnh đánh tới không dám tưởng tượng. Suy đoán của Lâm Nhất còn rất đại khái, có lẽ khi nào thật sự hiểu được sự kỳ diệu của thiên phách, hắn phải đạt tới bước đó mới có thể hiểu rõ. Ông lão kia là người của Tây Sơn Vực, gọi là Sương Hải, cũng là một trong thánh minh. Người ngươi phải để ý là người bên cạnh ông ta, Trung Huyền Hạng Nhất Quần Long Thịnh Yến Tây Sơn Vực, Thanh Đồ trưởng lão thấy tầm mắt của Lâm Nhất bèn âm thầm truyền âm giới thiệu cho hắn biết mục đích đến đây của nhóm người này. Anh Tài Long Vân của Tây Sơn Vực à? Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, tỉ mỉ quan sát người thanh niên Trung Huyền kia,
diện mạo rất anh tuấn, tu vi của hắn ta đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong bán bộ thiên phách. Nhưng luồng áp lực trên người hắn ta còn kinh khủng hơn Vũ Hạo Thiên nhiều, Lâm Nhất đang không có sử dụng kiếm ý, vậy mà vẫn cảm nhận được một chút áp lực. Thực lực người này còn mạnh hơn cả mình. Trong lòng Lâm Nhất thầm kinh ngạc, ít nhất thì hắn ta đã thăng lên bán bộ thiên phách cũng 2 năm rồi, 2 năm qua không biết là đã luyện hóa được bao nhiêu tinh châu, ăn được bao nhiêu linh dược thiên địa rồi. Hơn thế nữa, thời gian hắn ta tu luyện võ học tạo hóa còn lâu hơn mình rất nhiều. Rất nhanh, Lâm Nhất cũng đã suy đoán được đại khái, lần này bảo khố Long Vân quá bộ đến Nam Vực, nhưng những lần trước ắt hẳn đã đến 4 vực còn lại. Tông môn bá chủ ở ngoại vực đã góp nhặt được võ học tạo hóa mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Nam Vực, hoàn toàn không thể nào sánh bằng. Có điều, hẳn là vẫn kém hơn Thanh Tiêu kiếm quyết, hắn chỉ mới tu luyện được 2 tháng đã có thể đối kháng được với đối phương, còn đối phương ít nhất cũng đã tu luyện được 3 năm. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nhất, Trung Huyền cười nhạt không thèm để ý, hắn ta xem như là người đứng đầu Tây Sơn Vực, đã sớm quen với chuyện bị ánh mắt của những phe khác đánh giá. Người này là Lâm Nhất, đứng đầu Nam Vực, ông lão áo xám bên cạnh thâm truyền âm, giới thiệu một chút về Lâm Nhất cho hắn ta biết. Kiếm ý thông linh. Vừa nghe xong, Trung Huyền lại không kiềm được đưa mắt nhìn Lâm Nhất nhiều hơn, nếu thật sự tinh thông kiếm ý thông linh, vậy thì không thể quá xem nhẹ rồi. Trừ Vũ Hạo Thiên ra, dường như Nam Vực đã xuất hiện thêm một người thú vị rồi. Trung Huyền mỉm cười nhìn Lâm Nhất, rồi chợt thu hồi tầm mắt, tỏ ra như không có gì. Dường như không có bộ dáng gì là e sợ kiếm ý thông linh, cũng chẳng để tâm lắm. Lâm Nhất cũng thu hồi tầm mắt, cuộc tranh đấu này quy tụ yêu nghiệt khắp huyền hoàng, nhìn chung thì cảm nhận được bầu không khí có hơi khẩn trương. Không lâu sau, người đứng đầu của Bắc Lăng Vực cũng đến. Thực lực của người nọ cũng không kém Trung Huyền là bao. Chương 3053, Diêm Ma Huynh, đã lâu không gặp. Người của cổ vực Nam Hoa, Tây Sơn Vực, Bắc Lăng Vực đều đã tới đông đủ, Lâm Nhất nghiêm túc quan sát, ngoại trừ những người đứng đầu ra, thực lực của những người còn lại cũng không tầm thường. Nếu không nhờ bảo khố Long Vân hiện thế ở Nam Vực, đám người Nam Cung Vãn Ngọc càng không có bất kỳ cơ hội nào đối kháng được với những người này. Cùng lúc đám người Lâm Nhất đang quan sát xung quanh, cũng có rất nhiều ánh mắt theo dõi bọn họ, mặc dù bọn họ chẳng nói gì, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ kinh thường rất rõ ràng. Địa vị của Nam Vực quả thật chẳng được người khác đánh giá cao. Người của Đông La Vực đến rồi. Giọng thanh đồ trưởng lão vang lên, trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia kỳ hoặc, nghe nói người của Đông La Vực rất tàn nhẫn. Hoàn cảnh nơi đó rất phức tạp, có rất nhiều tông môn tà đạo giết người như cắt cỏ. Người nào cũng tu luyện ma công tàn ác. Cho dù là huyền vực xếp thứ nhất huyền hoàng giới nhưng khi đối diện với người của Đông La Vực cũng phải vô cùng kiêng kỵ, không dám tùy ý gây hấn. Vù vù, bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió chói tai, vài bóng đen chợt đen lóe lên, nhóm người Đông La Vực hùng hồn xuất hiện. Dẫn đầu là một người trung niên áo đen, cũng là Thánh Minh trưởng lão, vẻ mặt người này rất ác liệt và hoành hoang. Lâm Nhất có hơi ngạc nhiên. Thế lực Thánh Minh vậy mà lại có cả người tu luyện ma công gia nhập. Xong, thử nghĩ lại, từ trước đến giờ Thánh Minh luôn ở phe trung lập, thu nhận cao thủ tà đạo cũng không có gì lạ. Ở cạnh ông ta có một thanh niên mặc đồ tím, ánh mắt hờ hững, vừa nhìn khí thế cũng không mấy cường hãn. Nhưng khi họ vừa xuất hiện lại thu hút không ít sự chú ý của người khác, Trung Huyền của Tây Sơn Vực cũng đảo mắt nhìn qua, thần sắc đột nhiên căng cứng. Kiếm ý. Trong lòng Lâm Nhất khẽ động, bên trong người này cất giấu một luồng kiếm ý vô tận, đây cũng là một cao thủ dùng kiếm. Vù! Ngay lúc Lâm Nhất còn đang quan sát, người cũng không thèm nhìn, lách người đi tới trước mặt Phương Hàn Lạc, thờ ơ nói, ngươi là Lâm Nhất à? Quái vật tinh thông kiếm ý thông linh ở cổ vực Nam Hoa sao? Phương Hàn Lạc nghe vậy nhất thời hơi lúng túng. Kiếm ý bán bộ thông linh của hắn ta dạo gần đây có tinh tiến, chưa kiểm soát được phong mang kiếm ý. Nên kiếm uy mạnh mẽ vừa khéo lại nổi bật giữa đám đông. Có lẽ do thành tựu kiếm đạo của Lâm Nhất đã sớm đạt đến cảnh giới cao thâm, cho dù kiếm ý có tỏa ra cũng có thể im hơi lặng tiếng dung nhập vào trong thiên địa, làm cho người ngoài khó có thể cảm nhận được phong mang. Càng không cần bàn đến phong mang kiếm ý hiện tại của hắn, dù cho là Thánh Minh trưởng lão cũng khó có thể nhận ra rõ có bí mật gì trong đấy. Diêm Ma Huynh, đã lâu không gặp. Phương Hàn là còn chưa trả lời.
Vũ Hạo Thiên đang đứng giữa đám đông bỗng hướng về phía người nọ mở miệng trước. Vũ Hạo Thiên, người nói cho ta biết Lâm Nhất là ai, ta rất tò mò về con quái vật tinh thông kiếm ý thông linh kia, rốt cuộc thì hắn mạnh đến giường nào. Diêm Ma liếc nhìn Vũ Hạo Thiên vẻ mặt u ám tỏ ra bất thiện. Vũ Hạo Thiên khẽ mỉm cười, tầm mắt di chuyển đến trên người Lâm Nhất. Diêm Ma nhìn theo Vũ Hạo Thiên, ánh mắt lập tức khóa chặt trên người Lâm Nhất, nhất thời thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3054 tên Diêm Ma này đáng sợ quá. Chỉ nói về khí thế, trông Lâm Nhất không mảy may một tia sợ hãi, thậm chí còn chẳng để lộ một chút phong mang kiếm ý nào. Nhưng lại làm cho Diêm Ma có cảm giác hắn còn nguy hiểm hơn Phương Hàn Lạc rất nhiều, giống như đối phương chỉ muốn là có thể vụt ra kiếm ý đầy hào hùng, kinh thiên động địa. Ngươi đúng là một con quái vật. Hàn quang trong mắt Diêm Ma dần tan, lạnh lùng nói, vậy mà ta lại tin ngươi thật sự có thể tinh thông kiếm ý thông linh đấy, thử phóng ra cho ta mở mang tầm mắt xem. Hử! Trung huyền của Tây Sơn vực lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, sát ý của Diêm Ma thế mà vụt tắt, xem ra tên danh kia còn khó nhằn hơn tưởng tượng, Diêm Ma cũng không quá sắc sược. Mỗi một người của Đông La vực đều là tà tu, bình thường khá nóng nảy thô bạo. Nhưng hiện tại, giọng điệu của hắn ta không được thân thiện cho lắm, nó mang hơi hướng ra lệnh. Lâm Nhất, không nghe thấy hả? Công tử Diêm Ma bảo ngươi phóng kiếm ý thông linh ra kìa. Vũ Hạo Thiên lộ ra vẻ cười cợt, liếc nhìn Lâm Nhất, đáy mắt lóe lên tia sắc lạnh. Những yêu nghiệt khác của Đông La vực cũng nhìn Lâm Nhất với ánh mắt bất thiện, người đứng đầu Nam vực dù có tinh thông kiếm ý thông linh thì bọn họ cũng chẳng để vào mắt. Đây là thói quen tạo thành từ lâu, Nam vực luôn bị xếp chót, hiện tại cũng không có nhiều nhân vật đáng ngại. Lâm Nhất để ngoài tai lời nói của hai người kia, hoàn toàn không thèm phản ứng. Chẳng qua đáy lòng đang dâng lên sát ý lạnh lẽo, tên Vũ Hạo Thiên kia không loại bỏ không được mà, thật sự quá phiền phức. Nhưng mà Lâm Nhất cũng chẳng mấy thiện cảm gì với tên Diêm Ma này, hắn có thể không để ý tới thân phận tà tu của đối phương, càng chẳng để ý tới người đứng đầu Đông La vực là ai. Chỉ là ở những nơi như thế này, dưới con mắt của Thánh Minh cũng không thể xuất thủ giết người được, thật vô nghĩa. Trong cuộc thi tuyển chọn, nếu đối phương hết lần này đến lần khác vẫn như thế, Lâm Nhất rất vui lòng để đối phương mở mang chút kiến thức kiếm ý thông linh. Lâm Nhất không thèm đếm xỉa đến, khiến hàn ý trên mặt Diêm Ma lại tiếp tục xuất hiện, lạnh lùng nói, tên danh nhạt nhẽo, tốt nhất là nên đụng phải ta trong cuộc thi, ta sẽ cho ngươi biết, vùng đất cổ vực Nam Hoa là nơi bị ruồng bỏ, dù người có đứng đầu thì cũng chỉ là rác rưởi. Sau khi hắn ta rời đi, đám người Phương Hàn Lạc đứng cạnh Lâm Nhất như chút được gánh nặng, mồ hôi sắp ướt đẫm cả y phục. Tên Diêm Ma này đáng sợ quá. Xung đột vừa rồi dù không gây sóng gió, đối phương vẫn chưa thật sự xuất thủ, nhưng sát ý dường như đã muốn xâm nhập vào thân thể của từng người. Diêm Ma này không dễ trêu vào, hắn ta luôn là thiên tài siêu cấp của Đông La vực, ngay cả người đứng đầu huyền vực cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn ta. Vẻ mặt Thanh Đồ trưởng lão bỗng cứng lại, vì đang ở dưới núi Huyền Hoàng nên hắn ta vẫn chưa dám sắc sược, nếu có chạm mặt hắn ta trong cuộc thi tuyển chọn, nhất định phải cẩn thận. Bịch, chương 3055, khách sáo rồi. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi lại vang lên tiếng bước chân, mọi người không kiềm được đưa mắt nhìn sang. Không nghi ngờ gì nữa, người sắp xuất hiện chắc hẳn là anh tài đứng đầu huyền vực rồi. Bóng người dẫn đầu trước nhất là một người đàn ông trung niên, cũng là trưởng lão trong Thánh Minh. Có điều, trông ông ta còn cường hãn hơn mấy vị trưởng lão Thanh Đồ và Sương Hải rất nhiều, ông ta cũng là người điều hành cuộc thi tuyển chọn lần này, tên gọi là Cao Trường Thiên. Lâm Nhất nhìn qua, hắn cảm nhận được áp bức mãnh liệt hơn, ít nhất đã vượt qua 6 lần kiếp thiên phách, mở ra 6 vùng khí hải rồi. Mọi người dường như đã đông đủ. Cao Trường Thiên đảo mắt nhìn một vòng, rồi cười nói, con đường thông thiên, lợi ích và cơ hội của cuộc tranh đấu vạn giới chắc hẳn các ngươi đều đã biết. Nếu muốn thăng lên thiên phách ở huyền hoàng giới thì khó khăn chồng chất, chỉ khi các ngươi được những tông môn hàng đầu ở bên kia đại thế nhìn chúng, dù cho lên được cảnh giới trên tinh quân cũng chưa chắc là vô vọng. Những lời này làm trong lòng anh tài các vực nhiệt huyết sôi trào, bọn họ cũng đều vì thế mà đến đây. Huyền hoàng giới này quá nhỏ, sớm đã không còn đủ thỏa mãn tham vọng của bọn họ. Có điều,
số người được đi cũng chỉ có 8 người, đa số những người ở đây cũng không thể bước lên thiên lộ được, cạnh tranh ắt sẽ vô cùng kịch liệt. Lâm Nhất đứng bên cạnh Nguyệt Phi Phi, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn về phía một người thanh niên mặc đồ trắng đang đứng sau lưng Cao Trường Thiên. Tướng mạo của người này anh tuấn khỏi bàn, so với Nam Cung Vãn Ngọc chỉ có hơn chứ không kém, vừa thoáng nhìn đã bị hấp dẫn. Nhưng mà Lâm Nhất rõ ràng là để ý thực lực của hắn ta hơn, nó làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn chẳng thua kém gì Diêm Ma, nhưng nội lực lại khiêm tốn hơn rất nhiều. Người này là Phương Thiếu Vũ, người đứng đầu huyền vực, Lâm Nhất đã từng nghe Thanh Đồ trưởng lão đề cập đến. Lâm Nhất thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ, những người tham gia cuộc thi lần này khó nhằn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Những người đứng đầu người nào cũng có thể ứng phó rồi. Nhưng điểm chết người là chỉ chọn ra có 8 người, chuyện gì sắp xảy ra cũng rất khó nói. Tầm mắt của hắn bất giác lại rơi vào trên người Nguyệt Vi Vi. Lâm ca ca đang lo lắng cho ta không thể tranh được suất đi sao, hai mắt Nguyệt Vi Vi híp lại, để lộ ra khuôn mặt vui vẻ đầy mê hoặc, nụ cười của nàng ta luôn khiến cho người khác quên hết mọi muộn phiền trên thế gian này. Lâm Nhất Thành thật nói, thật sự có một chút. Nguyệt Vi Vi cười nói, đừng lo lắng cho ta nữa. Nếu Lâm ca ca phát huy không tốt, sẽ có nguy cơ không đạt được vị trí đó. Lúc hai người vẫn đang nhỏ giọng thì thầm, Phương Thiếu Vũ của huyền vực liền rời khỏi Cao Trường Thiên, đi về phía hai người họ. Lúc này các trưởng lão đã tụ lại, đang chuẩn bị mở trận pháp truyền tống, đệ tử của các vực trái lại đã hơi thả lỏng. Các hạ chính là công tử Táng Hoa Lâm Nhất rồi, còn cô là Nguyệt Phi Phi, thực sự là xinh đẹp như tiên, hào hoa phong nhã, Phương Thiếu Vũ bước nhanh tới. Hắn ta không chỉ nhận ra Lâm Nhất, ngay cả Nguyệt Vi Vi cũng có biết. Nguyệt Vi Vi và Lâm Nhất quay sang, từng người đều đáp lễ. Phương Thiếu Vũ chăm chú tỉ mỉ quan sát Lâm Nhất, hồi lâu mới nói, huynh còn mạnh hơn lời đồn rất nhiều. Khách sắc rồi. Trong lòng Lâm Nhất trầm xuống, vẫn không biến sắc, người này hình như có biết chút gì đó về bí mật của mình. Chào hỏi đơn giản xong, Phương Thiếu Vũ khẽ mỉm cười. Ôm quyền quay lại giữa nhóm người huyền vực. Chương 3056, chắc cuộc thi đã bắt đầu. Có thể nhìn rõ, hắn ta đang thì thầm gì đó với một ông lão ở giữa đám người huyền vực. Nếu như giác quan thứ 6 đủ nhạy bén, mới có thể nghe được, Phương Thiếu Vũ cảm thấy khá kinh ngạc, hắn ta cảm nhận được ma bản âm dương ở vùng tử phủ của Lâm Nhất đã đông đặc rồi. Hắn ta đến thăm dò huynh đấy, Nguyệt Phi Phi ung dung nói. Bụng dạ những người ở đây thật khó lường, bước lên được con đường thông thiên hay không chưa biết, nhưng giữa được mạng cũng đã không tệ lắm rồi. Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe, bản thân hắn cũng không nghe được Phương Thiếu Vũ nói gì, Nguyệt Phi Phi lại giống như đều có thể nghe được toàn bộ. Xem ra, không cần quá lo lắng cho đối phương rồi, còn về con đường thông thiên, đối với tất cả mọi người ở đây chắc hẳn còn quan trọng hơn cả mạng sống của họ. Nếu không có cơ hội thì thôi. Đã có thì không một ai bằng lòng từ bỏ cả. Trong thời đại thịnh thế huy hoàng như bây giờ, bất kể ai chỉ cần hơi có nhiệt huyết đều sẽ không cam tâm bỏ qua. Trận pháp truyền tống đã chuẩn bị xong, quy tắc cuộc thi át hẳn mọi người đều đã rõ, ta sẽ không phí lời nữa, mời chư vị vào trận, giọng nói của Cao Trường Thiên văng vẳng bên tai, vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc không thôi. Bắt đầu rồi. Ông ta vừa dứt lời, có rất nhiều bóng người đã lao đi. Đáp xuống mặt đất trong truyền tống trận. Các người cũng đi vào đi, Thanh Đồ trưởng lão nhìn đám người Lâm Nhất nói. Vâng. Vẻ mặt mọi người hơi khẩn trương và thấp thỏm, từng người bước đến trận pháp truyền tống, cũng không biết rằng điều gì đang chờ mình ở phía trước. Lâm Nhất đưa mắt nhìn Nguyệt Phi Phi rời đi, đối phương vừa biến mất, lại có một ánh mắt khác đón lấy ánh mắt của hắn. Là Vũ Hạo Thiên. Ánh nhìn của hắn ta vừa rét lạnh lại thờ ơ. Gương mặt kia hoàn toàn không còn vẻ cười cợt, mà là âm u lạnh lẽo. Ngược lại, sát ý trong mắt Lâm Nhất lại không cần phải che giấu nữa. Hai bóng người vụt đi, cùng lúc bước vào trận pháp truyền tống, ánh sáng lóe lên, bị truyền tống đến nơi thi đấu chưa rõ. Nhìn thấy tất cả đều đã vào trận pháp truyền tống, Cao Trường Thiên cười nói, đi thôi, lên đỉnh núi nào, chư vị cùng ta đi theo dõi xem. Ở trên đỉnh núi Huyền Hoàng. Có một hệ thống trận pháp nhưng hoành tráng và cổ xưa hơn, có 8 nhóm ánh sáng màu sắc khác nhau lang thang trong trận. 8 màu ánh sáng này ứng với 8 người được chọn, những người đặt yêu cầu sẽ ở lại đây, đợi thiên lộ mở ra.
dưới sự chi phối của những huyền sư thánh minh, trong trận liền xuất hiện một mảng sáng, hình ảnh của Lâm Nhất và anh Tài Các Vực đều hiện ra rõ ràng trên mảng sáng đó. Vù! Lúc tầm nhìn của Lâm Nhất sáng rõ lại lần nữa, hắn đã chọn cho bản thân một lối đi vô cùng rộng rãi, hai bên lối đi rất tối, trên vách tường còn có ánh lửa lập lòe. Chắc cuộc thi đã bắt đầu. Lâm Nhất vừa nhìn thấy đã biết lối đi này không đơn giản như vậy, muốn đi qua suôn sẻ cũng không phải dễ dàng. Đúng như dự đoán, ngay khoảnh khắc vừa đặt chân vào, Lâm Nhất đã cảm giác được hai bàn chân giống như bị đổ trì lên vậy, rất khó để di chuyển. Thật thú vị. Khóe miệng Lâm Nhất hơi nhếch lên, lạnh giọng quát, Thương Long cửu biến. Oanh! Chương 3057 bầu không khí có vẻ không đúng lắm. Long văn tử điện trên người bắt đầu di chuyển, Lâm Nhất khó khăn sải bước, nhẹ nhàng bước đi từng bước một. Có điều cứ mỗi bước chân đạp xuống đất đều nặng tựa núi đè, lối đi lại cứ rung chuyển lắc lư, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ vậy. Đến khi đi được một nửa, toàn bộ lối đi bắt đầu nứt toạc ra, ầm ầm sụp đổ. Lâm Nhất nhìn xuống dưới chân khẽ biến sắc, những khe nứt trên mặt đất đã lan ra quá nhanh, hoàn toàn không để cho bất kỳ ai có đủ thời gian để suy tính. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Lâm Nhất giang rộng hai cánh tay, kim quang trên người chợt lóe, tốc độ tăng vọt như cắt. Giờ phút này trong lòng hắn đã rõ, cũng đã hiểu đại khái về con đường này, thử thách ở đây là dùng tốc độ cùng luyện thể. Cuối lối ra là một cánh cổng bằng đồng khổng lồ. Toái! Lâm Nhất không suy nghĩ nhiều liền bay vọt lên, ngay lúc hắn nắm chặt năm ngón tay lại, liền đấm ra một quyền. Lâm Nhất không ngừng tiến đến gần cánh cổng khổng lồ bằng đồng, thần sắc càng ác liệt hơn, có lẽ hắn biết mình sẽ phải đối mặt với những gì khi cánh cửa được mở ra. Vừa gặp đã bắt đầu chân chính đánh giết, cuộc tranh đấu với anh tài ngoại vực nghĩa là người thua sẽ bị loại, người thắng mới có thể tiếp tục đi tiếp. Tổng cộng có 3 cửa ải, đây chắc là cửa thứ nhất. Tới thì tới thôi. Số người được bước vào con đường thông thiên, Lâm Nhất ta phải là người đưa ra quyết định. Oanh! Hàn mang trong mắt Lâm Nhất dao động, hắn nắm chặt năm ngón tay, hung hăng đánh vào cửa đồng khổng lồ. Một tiếng nổ tung vang trời, cả cửa đồng khổng lồ đều bị đánh vỡ thành vô số mảnh vụn. Trong những mảnh vụn rơi vãi chợt có một cái có hình chìa khóa, Lâm Nhất tiện tay cầm lên, thân hình chợt lóe vọt thẳng vào trong. Phía sau cánh cửa đồng khổng lồ là một đại điện vô cùng rộng lớn, bên trong có 3 bóng người đang hỗn chiến kịch liệt. Mỗi một bóng người đều bùng nổ khí tức cực kỳ kinh người, lúc giao thủ không ngừng vang lên những dư âm đinh tai nhức óc. Vù! Nhưng ngay lúc Lâm Nhất bước vào, 3 người đang giao thủ kịch liệt, mỗi người đều nhanh chóng lùi về sau. Đảo mắt qua, ánh mắt cùng lúc rơi vào trên người Lâm Nhất, đáy mắt mỗi người đều lộ ra hàn ý lạnh như băng. Bầu không khí có vẻ không đúng lắm. Lâm Nhất nhìn về phía 3 người cùng lúc thu tay lại, những người này dường như cũng đã nhận ra hắn. Đỉnh núi Huyền Hoàng, trong trận pháp có 8 luồng linh hỏa đang thiêu đốt, cảnh tượng Lâm Nhất nổ nát cánh cửa lớn bằng đồng thau vừa vặn xuất hiện phía trên màn sáng. Tên nhóc Nam vực này hình như gặp phải rắc rối. Một vị trưởng lão của Tây Sơn vực có tên là Sương Hải ngước nhìn màn sáng và nở nụ cười vui vẻ. Có vẻ như rắc rối không nhỏ, hình như 3 người kia đã từng nghe qua danh tiếng của hắn nên đồng loạt dừng tay, chắc là có ý định liên thủ rồi. Dù sao thì hắn cũng nắm giữ kiếm ý thông linh, ai dám xem nhẹ chứ? Chương 3058 tuy nhiên, cái này còn lâu mới đủ. Không ngờ tên nhóc này lại dùng sức một người nâng tầm vị thế của Nam vực lên sánh ngang với các vực còn lại. Nếu là lúc trước, ai thèm quan tâm đến một tên đứng đầu Nam vực chứ, vốn không đáng để vào mắt. Vậy cũng tốt, ải thứ nhất liền đào thải hắn, tránh cho về sau tạo thành rắc rối. Yêu nghiệt đến từ 3 vực khác liên thủ, đương nhiên, trưởng lão của bọn họ sẽ không hướng về Lâm Nhất. Thanh đồ trưởng lão lộ vẻ khẩn trương, nếu Lâm Nhất bị loại, làm không tốt, có khi cổ vực Nam Hoa sẽ bị diệt toàn quân. Trong đại điện cổ xưa bằng đá xanh, mái vòm cao đến mấy trăm trượng được khảm minh châu hệt như những ngôi sao. Hào quang lóng lánh khiến khoảng không gian này thoạt nhìn càng thêm bao la, rộng lớn, cứ như đặt mình vào giữa trời sao vậy. Bầu không khí trong cung điện có phần quái đản, trước đó, 3 người đang hỗn chiến, nhưng giờ, cả 3 đồng loạt nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt sắc bén và âm u. Sau một hồi im lặng,
gã thanh niên áo lam đến từ Tây Sơn vực mở miệng trước tiên. Ngươi chính là Lâm Nhất, gần đây, tin đồn về ngươi trong thành Cô Hà có hơi nhiều đấy, mấy ngàn năm qua, ở huyền hoàng giới, ngươi là tên quái vật đầu tiên chưa đạt đến thiên phách lại có thể nắm giữ kiếm ý thông linh, ta ngưỡng mộ đã lâu. Giọng người này vang vọng khắp đại điện, từ đó, Lâm Nhất cũng nghe ra được, có vẻ như ba người trước mặt đã đạt thành một giao dịch nào đó. Ánh mắt hắn đảo qua ba người, thản nhiên nói, đừng có nhiều lời, nếu ba vị đã có ý định liên thủ, và đã từng nghe qua tên tuổi của ta, vậy thì tự giới thiệu đi, chết dưới kiếm Lâm Mỗ không thể là hạng vô danh. Ba người thoáng sững sờ, hiển nhiên, bọn họ không ngờ Lâm Nhất lại quyết đoán như thế. Hề hề, huynh đệ đúng là người phóng khoáng. Xếp hạng thứ 5 bảng Long Vân Tây Sơn Vực, Thượng Quan Thanh Hồng. Người lên tiếng đầu tiên là thanh niên áo lam. Hắn ta nhếch miệng cười, trầm giọng đáp. Xếp hạng thứ 4 bảng Long Vân Bắc Lăng Vực, Quan Liệt. Xếp hạng thứ 3 bảng Long Vân Đông La Vực, Triệu Vũ. Giọng của người cuối cùng có thể nói là cực kỳ âm u và lạnh lẽo, hơn nữa mỗi một chữ đều ẩn chứa sát ý nồng nặc. Quả nhiên mỗi một nhân tài kiệt xuất trên bảng Long Vân của Đông La Vực đều không phải đèn cạn dầu. Một tên thứ 5, một tên thứ 4, còn có một tên nằm trong bảng 3. Nếu là lúc trước, cao thủ thứ hạng bực này của ngoại vực có thể quét ngang tất cả nhân tài bảng Long Vân Nam vực, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể nhẹ nhàng đứng đầu Nam vực. Nhưng hiện tại ba người này lại vô cùng cẩn thận lựa chọn liên thủ, không dám chủ quan. Bởi lẽ thiếu niên trước mắt thật sự là thiên cổ khó gặp, lời đồn liên quan đến hắn quá mức khoa trương. Dưới ánh sáng từ Dạ Minh Châu, gương mặt Thượng Quan Thanh Hồng chợt sáng chợt tối, hắn ta tự tin cười nói, Lâm Nhất. Ba chúng ta liên thủ, chắc chắn ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, dù kiếm ý thông linh có mạnh thế nào đi nữa thì cùng lắm chỉ có thể mang đến cho ngươi ưu thế khi một chọi một, ta thấy ngươi vẫn nên chủ động bỏ quyền đi, tránh cho chúng ta ra tay quá nặng khiến ngươi bị thương. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của ba người này, Lâm Nhất mỉm cười, ngại quá, có lẽ ngươi đã hiểu lầm ta rồi, đối phó với các ngươi chưa hẳn phải dùng đến kiếm ý thông linh. Cùng lên đi. Trong vòng 10 chiêu nếu không thể đánh bại ta thì các ngươi cũng không còn bất kỳ cơ hội nào khác. Ngông cuồng. Sắc mặt ba người thoáng thay đổi, hừ lạnh một tiếng, bỗng chốc, khí tức trên người bọn họ bùng nổ. Chân nguyên khủng bố sôi trào hệt như thủy triều quét qua bốn phương tám hướng, ba người Thượng Quan Hồng lấy ra binh khí, đồng thời, từ các góc độ khác nhau thi triển sát chiêu, bao vây và giết về phía Lâm Nhất với tốc độ tia chớp. Xoạt xoạt xoạt. Sát chiêu của đám người này sắc bén mà ác liệt, những nơi đi qua không khí dường như hóa thành bọt biển, bị chém vỡ, đến khi uy áp liên kết thành một khối, tạo thành thanh thế đinh tai nhức óc, hệt như đại dương bao la hội tụ giữa cung điện, không ngừng gào thét. Nhân tài ngoại vực có vài phần bản lĩnh. Mắt Lâm Nhất lóe sáng, liếc mắt đã nhìn ra thực lực của mấy người này, so với Vũ Hạo Thiên khi vừa rời khỏi bảo khố Long Vân còn mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, cái này còn lâu mới đủ. Quay về đi. Chương 3059 Hoành Đoạn Thái A. Lâm Nhất trầm giọng quát lớn, không lùi mà tiến, toàn thân bắn ra hai luồng sáng xanh và tím. Thanh Tiêu kiếm quyết và Tử Diên kiếm quyết đồng thời vận chuyển, phút chốc, hai luồng kiếm quang hoa lệ bao quanh hắn, kiếm uy khủng bố cũng bùng nổ trong nháy mắt. Năm ngón tay hắn siết chặt, vung tay đánh ra một quyền, hai luồng sáng xanh và tím như hai con dao long quấn quanh cánh tay hắn. Khoảnh khắc hào quang rót vào quyền mang, lôi quang bùng lên, cuồng phong gào thét, hoa Tử Diên hệt như bông tuyết đong đưa trong gió. Rầm, quyền ra như kiếm, một quyền này ẩn chứa ba loại dị tượng có thuộc tính khác biệt, phong lôi gào thét, bông tuyết bay tán loạn, sát chiêu do ba người kia đánh ra chỉ kiên trì được trong chốc lát đã bị quyền mang đánh vỡ, vô số khe hở xuất hiện. Luồng sức mạnh kia ngang ngược mà không giảng đạo lý, mãnh liệt lao đi ngay khoảnh khắc khe hở vỡ ra. Răng rác, khoảnh khắc sụp đổ, ba người Quan Liệt biến sắc, lập tức điên cuồng lui ra. Đến khi đáp xuống đất, sắc mặt cả đám vô cùng nghiêm túc, bọn họ hoàn toàn không ngờ đến việc chân nguyên của Lâm Nhất lại dồi dào và mênh mông như thế. Thứ năm, thứ tư, thứ ba, gà đất chó sành mà thôi. Lâm Nhất đứng thẳng như kiếm, ánh mắt đảo qua ba người, lạnh lùng nói. Đáng chết, đồ dế nhũi nam vực kia, chớ có ngông cuồng hống hách. Mọi người không cần nương tay nữa, cùng tiến lên đi.
Sắc mặt ba người cực kỳ khó coi, không dám giữ lại thực lực nữa, khí tức toàn thân lại lần nữa tuôn ra. Phá tinh kiếm. Thượng quan Thanh Hồng của Tây Sơn vực ra tay trước, kiếm trong tay hắn ta điên cuồng ngân lên, phút chốc, mũi kiếm lóe lên tia sáng lạnh còn cô đọng hơn cả ngôi sao. Một tia sáng đủ sức chiếu sáng cả đại điện, không có bất kỳ góc chết nào, dưới ánh kiếm, dường như dòng chảy của không khí trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Một kiếm này rất huyền diệu, ý cảnh mạnh mẽ trong kiếm khiến vùng trời đất quanh đây như mặt nước bị khuấy động. Quan Liệt của Bắc Lăng vực cầm trong tay một thanh trường đao dữ tợn, thúc giục ý chí vân đến cực hạn, gần như tiếp cận kiếm ý thông linh, kế đó lại dùng đao ý phụ trợ. Hắn ta xông lên trước, bổ xuống một đao, dường như vòm trời cũng bị chém thành hai nửa. Cuối cùng là Triệu Vũ của Đông La vực, toàn thân hắn ta bắt đầu tuôn ra ma quang màu đen, cơ bắp không ngừng gồ lên, có thể thấy rõ, uy áp trong nhục thể của hắn ta đang điên cuồng tăng vọt. Hóa ra người này nắm giữ tuyệt học luyện thể, dự định nhất kích tất sát. Bá kiếm hoành đoạn thái A. Thân hình Lâm Nhất chợt lóe lên, lập tức đến trước mặt Thượng quan Thanh Hồng, hai ngón tay hắn khép lại, dùng đó làm kiếm, ngón tay vẽ mạnh trên không một vòng. Ngay lập tức, kiếm quang sáng tỏ như ánh trăng hóa thành một đường vòng cung, đến khi kiếm quang giao nhau, một vầng trăng tròn tương thích với vòng cung kia xuất hiện. Răng rắc. Kiếm thế của Thượng quan Thanh Hồng lập tức bị chém vỡ, hoàn toàn vô lực chống trả. Tia sáng lạnh có thể sánh ngang ngôi sao ở mũi kiếm cũng nổ tung, Lâm Nhất chỉ điểm một cái giữa hư không, Thượng quan Thanh Hồng chợt cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, như bị trúng một kích cực mạnh. Chương 3060, Ma Quang Chiến Thể. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị hất ngược ra sau. Cuồng Vân Trảm. Vừa đánh lui Thượng quan Thanh Hồng. Còn chưa kịp thở ra một hơi, Quan Liệt của Bắc Lăng vực đã giết tới. Ánh đao rực rỡ phát ra từ một đao dường như muốn chém đứt vòm trời kia trông như một con ác long, nó muốn nuốt sống Lâm Nhất, hung ác khiến lòng người run sợ. Mười ngón tay nối với tim, thần kiếm có linh. Lâm Nhất khép hai ngón tay lại, thoáng chốc, ngón tay phát ra ánh sáng tím chói lọi, như lưu ly. Keng! Hai ngón quét ngang giữa hư không. Lâm Nhất chỉ dùng hai ngón tay để cản một đao khủng bố kia. Ngay lập tức, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp cung điện, cùng với đó là hình ảnh ánh đao vỡ vụn, vô số âm thanh như sấm rền, đinh tai nhức óc. Việc này, sao có thể? Quan Liệt trợn trừng mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Đạn chỉ thần kiếm kiếm hư vô phát. Lâm Nhất bất chấp tất cả, sắc mặt hắn cực lạnh, trực tiếp cong tay búng ra. Sau lưng, bốn. Năm cánh hoa tử diên hình thành một hoa trận khổng lồ, ánh sáng xanh trên đầu ngón tay như sấm, cuồng phong như rồng. Đến khi ngón tay hắn búng ra, hoa rơi đầy trời, thanh tiêu có một không hai, kiếm quang ngưng tụ lực phong lôi dũng mãnh mà bá đạo, kích động lao ra. Phụt! Gần như ngay khi ngón giữa của hắn búng ra, thân hình Quan Liệt hệt như di chuyển tức thời, phút chốc bị đính chết trên vách tường. Ma quang chiến thể! Triệu Vũ của Đông La vực điên cuồng quát lên một tiếng, ma quang trong cơ thể bắt đầu khởi động và bành trướng ra vài vòng, khí lực như giang hà cuồn cuộn, điên cuồng trào ra từ trên người hắn ta, khiến cả người càng phồng lên dữ dội. Hắn ta lao vào tới, hệt như một ngọn núi nguy nga đổ ập đến. Múa rìu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình. Cơ thể Lâm Nhất vặn vẹo hết cỡ giữa không trung, chiến thể Thương Long biến thứ 9 lập tức được thi triển, trên không. Toàn thân hắn có gần trăm sợi long văn tử điện đang chuyển động. Thoạt nhìn, hắn như một con hung thú thời thái cổ đang xoay người, thứ vặn vẹo không phải thân thể con người mà là thân rồng thô bạo. Bốp! Lâm Nhất duỗi tay đánh ra một chưởng, như cự trảo Thương Long ấn chết mãnh hổ, phút chốc đập bẹp đối phương. Răng rắc! Mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố to, toàn thân Triệu Vũ đau đớn dữ dội, liên tục phát ra tiếng kêu rên. Hắn ta có cảm giác toàn bộ xương cốt của mình vỡ vụn. Còn chưa đến năm chiêu, ba người, một người bị đính trên vách tường, một người ngũ tạng xáo trộn, một người thì chẳng khác gì một con chó chết, nằm bò trên đất không đứng dậy được. Đỉnh núi Huyền Hoàng yên tĩnh như chết, trưởng lão thánh minh của tất cả các vực chỉ biết há mồm mà nhìn, không nói nên lời. Nét mặt vui vẻ cùng thoải mái trước đó đã hoàn toàn cứng lại, bọn họ thật sự không dám tin những gì mà mình vừa chứng kiến. Chương 3061, đúng là như thế. Thanh đồ trưởng lão cũng sợ hãi quá độ,
tuy rằng ông ta đã từng chứng kiến thực lực của Lâm Nhất, nhưng thật sự không ngờ chỉ sau 2 tháng bế quan, thiếu niên này lại đạt đến một cảnh giới hoàn toàn khác. Hắn đã tiêu hóa toàn bộ những cảm ngộ đạt được trong quần long thịnh yến, cử trọng nhược khinh, cứ như đang nhàn nhã dạo chơi. Xem ra ta đã đánh giá cao các ngươi rồi, đâu chỉ kiếm ý thông linh, ngay cả táng hoa của ta cũng không cần ra khỏi vỏ. Lâm Nhất đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn 3 người. Lúc này, 3 người vô cùng thê thảm, hoàn toàn không dám phản bác, chỉ là trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tại vực của chính mình, bọn họ có thể nói là hô phong hoán vũ, được người người kính ngưỡng. Trước khi đến đây, những người này chưa từng để nhân tài kiệt xuất của Nam vực vào mắt. Tuy Lâm Nhất đứng đầu bảng ở Nam vực, nắm giữ kiếm ý thông linh, nhưng bọn họ cũng không quá lo lắng. Bọn họ cảm thấy chỉ cần 3 người liên thủ, chắc chắn có thể đánh bại đối phương, nhưng không ngờ kết cục lại như vậy. Ngươi thắng. Mãi một lúc lâu sau, cả 3 mới bình tĩnh lại, mỗi người ném cho Lâm Nhất một mảnh của chìa khóa có tạo hình kỳ lạ. Giống với Lâm Nhất, thời điểm đánh nát cánh cửa đồng cực lớn kia, bọn họ cũng nhận được một mảnh. Lâm Nhất hợp nhất 4 mảnh chìa khóa lại, tạo thành một cái chìa khóa hoàn chỉnh, kế đó mở cửa ra. Trong vòng 5 chiêu đánh bại 3 cao thủ ngoại vực, thậm chí bảng 3 của Đông La vực cũng bị Lâm Nhất đơn phương nghiền ép khi so đấu về thân thể và khí lực. Lâm Nhất bày ra thực lực quá mức mạnh mẽ khiến cho phần đông trưởng lão Thánh Minh vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Còn chưa sử dụng kiếm ý thông linh mà đã mạnh đến mức như vậy, từ khi nào cổ vực Nam Hoa xuất hiện một tên quái vật nghịch thiên bực này. Thanh Đồ, Lâm Nhất này chỉ mới 18 tuổi thôi ư. Trong 5 người đứng đầu, tuổi của hắn là nhỏ nhất đấy, ở các vực khác, người trẻ tuổi nhất là Phương Thiếu Vũ cũng đã 21 rồi. Đúng lúc này, có trưởng lão lên tiếng khiến mọi người một lần nữa kinh ngạc, vô số ánh mắt đổ dồn về phía trưởng lão Thanh Đồ của Nam vực, có ý dò hỏi. Đúng là như thế, Thanh Đồ trưởng lão mỉm cười và nói. Biểu hiện của Lâm Nhất khiến ông ta rất vui mừng, tuy Thánh Minh ở tất cả các vực đều là người một nhà, nhưng nếu vực do ngươi phụ trách cứ luôn xếp hạng kế cuối thì thật sự rất mất mặt. Trước kia, trong những lần hội họp như thế này, trưởng lão Nam vực luôn yếu thế hơn một bậc, hoàn toàn không có tâm trạng trò chuyện vui vẻ. Không hay rồi, tiểu tử kia đụng phải trung huyền của nhà ta. Đúng lúc này, cao thủ Thánh Minh tại Tây Sơn vực, đã mở 4 khí hải lớn, đột nhiên kinh hô một tiếng. Chúng trưởng lão vội nhìn lại thì thấy Lâm Nhất dễ dàng đưa ra lựa chọn trong mật cảnh mê cung, hiển nhiên, hắn và trung huyền của Tây Sơn vực sẽ chạm mặt nhau. Việc này đúng là hiếm thấy, chỉ mới ở cửa thứ 2 mà 2 cao thủ đứng đầu bảng đã sớm va chạm, 2 dòng giao tranh tất có 1 người bị đào thải khỏi ván cờ này. Nếu trước khi cuộc tuyển chọn bắt đầu, Thánh Minh trưởng lão của Tây Sơn vực chắc chắn sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Những trưởng lão ngoại vực khác chứng kiến cảnh tượng này, lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bất kể Lâm Nhất đụng phải ai ở cửa ải thứ 2, miễn không phải 100% là người đứng đầu bảng, hắn sẽ không thua mà còn có thể lấy làm bước đệm. Trung huyền của Tây Sơn vực, cũng không phải là đèn cạn dầu, nếu hắn không đụng phải Lâm Nhất cũng sẽ trở thành áp lực cực lớn cho những anh tài của các vực khác. Chương 3062 chẳng lẽ không có ai sao? Hiện tại lưỡng hổ tranh đấu, ngược lại áp lực của các thiên tài ở các vực khác đã giảm đi rất nhiều. Mật cảnh mê cung. Lâm Nhất đặt 4 cái chìa khóa lại với nhau, hắn lập tức mở ra được cánh cửa bằng đồng dẫn đến cửa ải kế tiếp, đập vào mắt lúc này vẫn là một lối đi rộng rãi. Có điều thử thách đang chờ đợi lại không giống trước, cửa ải này kiểm tra về thị lực và thân pháp và cả sức sự bùng nổ tức thì. Trong lối đi dung hợp rất nhiều cơ quan ám khí và trận pháp, gây phiền phức lớn cho người khác, không chỉ cần có thị lực hơn người, mà còn phải có một chút thành tựu về thuật cơ quan. Dưới sự tăng cường kiếm ý thông linh, thị lực của Lâm Nhất đương nhiên không cần nhiều lời, hiển nhiên còn có thể nói là 102 ở Huyền Hoàng. Chỉ tiếc hắn lại không có quá nhiều hiểu biết về thuật cơ quan, thử thách ở cửa ải này e rằng có chút khó khăn. Thuật cơ quan là một loại kết hợp đặc điểm từng bộ phận luyện khí của con rối và linh trận, nó thuộc về tứ đại huyền sư, còn là một phương pháp khá hiếm gặp, đa số những huyền sư uyên thâm cũng chưa chắc có thể nắm vững thuật cơ quan. Lâm Nhất sẽ phải mất chút thời gian mới vượt qua được ải này, trước mặt hắn bây giờ có 4 cánh cửa, ắt hẳn sau mỗi cánh cửa đều là một đối thủ khác nhau. Nếu đủ may mắn, có thể sẽ chọn được một đối thủ kém hơn mình một chút.
May mắn à? Không hề có đâu, chỉ cần đánh thẳng một mạch vào là được. Lâm Nhất vốn cũng chẳng chần chừ, lập tức thẳng tay đẩy mở một cánh cửa. Thứ xuất hiện trước mặt hắn cũng là một tòa cung điện. Nó còn rộng lớn hơn đại điện trước đó một chút, nhưng điểm khác biệt là nó lại tối hơn. Trên mái vòm có một màng sương mù bao phủ, không gian sáng sủa trông giống như một bầu trời đầy sao đã bị chặn lại gần hết ánh sáng. Trong cung điện yên ắng không một tiếng động, khác xa với không gian ồn ào đầy tiếng đánh nhau kịch liệt trước đó. Có người hay không? Cùng lúc Lâm Nhất đang cẩn thận quan sát bốn phía, đông đảo Thánh Minh trưởng lão ở trên đỉnh núi Huyền Hoàng vô cùng khẩn trương, đây chính là cuộc chiến của hai đại diện đứng đầu. Nhất định sẽ có một người phải bị loại. Sắc mặt Thanh Đồ trưởng lão cũng rất căng thẳng, ông ấy biết Trung Huyền đã đến trong cung điện này từ sớm, hắn ta đang ẩn trốn đâu đó, ngay cả bọn họ cũng không thể biết được. Chỉ cần Lâm Nhất sơ ý một chút, liền sẽ bị thương nặng và bị loại ngay lập tức. Cao thủ so chiêu, không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Lạ quá! Lâm Nhất đi tới đi lui mấy vòng trong cung điện, âm thầm lan tỏa kiếm ý ra ngoài, nhưng cũng không nhận ra được bất kỳ động tĩnh nào. Mà đáy lòng hắn lại luôn không yên, không dám buông lỏng bất kỳ phút giây nào, loại cảm giác này không hề dễ chịu. Nếu dùng trúc long chi mục, hẳn có thể nhìn ra chút dấu vết. Chẳng lẽ không có ai sao? Nhưng nếu tùy tiện vận dụng trúc long chi mục, hai mắt của hắn sẽ khó chịu trong một khoảng thời gian ngắn, quan trọng nhất là trong khoảng thời gian kế không cách nào vận dụng lần thứ hai. Chương 3063 Thương Long Chi Viêm. Giữ lại bài tẩy trong tay mãi mãi có thể khiến cho người ta yên tâm không ít. Lâm Nhất không biến sắc, bước chân không ngừng di chuyển, như có như không để lộ sơ hở. Những sơ hở này vô cùng tài tình, rất khó nhận ra là cố ý, mà một khi bị bắt được rất có thể sẽ là điểm chết người. Sau tầm nửa tiếng, vẫn sóng yên biển lặng, Lâm Nhất mới thả lỏng hơn, chắc chắn trong đại điện không có ai. Chắc đối thủ của hắn vẫn còn đang tiếp nhận thử thách, tuy nhiên, tận trong lòng Lâm Nhất luôn cảm thấy cơ quan trong lối đi qua cửa ải thứ hai không dễ dàng như vậy. Bong! Ngay khi đầu óc chỉ vừa thư giãn được một lúc, bỗng có một tiếng chuông xé trời điên cuồng vang lên bên tai, âm thanh kia chấn động đến cả màng nhĩ người nghe. Trong đầu không ngừng văng vẳng tiếng ong ong, thân thể hỗn loạn, nội tạng như đang run lên. Tầm mắt Lâm Nhất mơ hồ, trong đại điện có rất nhiều tàn ảnh chồng lên nhau, cột đá sừng sững cũng bị bóp méo. Khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, sương mù dày đặc bao phủ những ngôi sao trên mái vòm lẳng lặng tản ra, một bóng người xuất hiện. Hào quang trong cung điện sáng tỏ, bóng người kia dường như từ giữa trời sao lao ra, phút chốc đã đến trước mặt Lâm Nhất. Công kích của người này khá nhanh, hơn nữa hắn ta ra tay ngay khoảnh khắc tiếng chuông khống chế Lâm Nhất, có thể nói là nắm bắt thời cơ rất tốt. Không chỉ tầm mắt của Lâm Nhất trở nên hỗn loạn, bởi tiếng chuông, kiếm ý của hắn cũng không cách nào ngưng tụ. Không thể nào nhắm chính xác vào vị trí của kẻ địch. Hiện tại, Lâm Nhất không chỉ mắt mù tai điếc, mà ngay cả chân nguyên cũng bị hỗn loạn trong thời gian ngắn, tiếng chuông này quả thật đáng sợ. Quan trọng nhất là trước kia có rất nhiều sơ hở, nhưng người này vẫn nhẫn nhịn không ra tay, tâm cơ bực này quả thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn ta không quan tâm đến bất kỳ sơ hở nào, cái mà hắn quan tâm là Lâm Nhất có buông lỏng hay không, một khi Lâm Nhất cho rằng không có ai ở đây. Hắn ta sẽ chấp thời cơ ra tay. Một kích chí mạng, bất kể kẻ đó có là ai, cũng có thể trực tiếp nghiền chết đối thủ. Ngay lập tức, người này điểm ra một ngón tay, muốn chọc thủng mi tâm Lâm Nhất. Sâu trong đôi mắt Lâm Nhất có hai ánh nến bùng lên. Mắt trúc long. Thoáng chốc, tất cả sương mù trên thế gian này đều bị khám phá. Lâm Nhất không chỉ nhìn rõ vị trí của kẻ đột kích, mà thậm chí còn nhìn ra được sơ hở trong sát chiêu của hắn ta. Nhưng hiện tại chân nguyên hỗn loạn, kiếm ý dao động, đừng nói ra tay đánh trả đối phương, ngay cả việc có thể tránh được một kích này hay không cũng là việc khó mà nói được. Lợi hại, vậy mà có thể thấy rõ hình dáng của ta, tuy nhiên, vậy cũng tốt, nhớ kỹ kẻ giết ngươi chính là Trung Huyền của Tây Sơn Vực. Phát giác được bản thân bị Lâm Nhất nhìn rõ dáng vẻ, nhưng Trung Huyền lại không chút hoang mang, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười dữ tợn, ngón tay điểm ra vẫn nhanh như chớp. Nhưng ngay khi ngón tay kia sắp điểm vào mi tâm Lâm Nhất thì tay phải Lâm Nhất đột nhiên giang ra, kế đó đẩy mạnh về phía trước. Ngọn lửa màu đen khủng bố bắn ra từ lòng bàn tay Lâm Nhất,
Trong lúc đó, hằng hà sa số lôi quang cũng lao ra. Đây là một luồng lôi hỏa màu đen, nói chính xác hơn là một luồng lôi hỏa ẩn chứa long uy thuần huyết. Thương Long Chi Viêm. Chương 3064 nằm mơ giữa ban ngày. Nét cười trên mặt Trung Huyền lập tức cứng lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng thu tay lại, điên cuồng lui về sau. Rầm, rầm, rầm. Trong quá trình lui, Trung Huyền không ngừng ra tay, chấn cho ngọn lửa hệt như một con rồng điên đang điên cuồng đánh úp đến kia thành mảnh vụn. Hắn ta ra tay cực nhanh, uy lực to lớn, khiến lòng người kinh ngạc, nhưng dù là vậy thì khi đáp xuống đất vẫn bị dính một đốm long viêm. Long viêm lập tức thiêu đốt chân nguyên hộ thể của hắn ta, rồi điên cuồng lan ra, đốt cháy hơn phân nửa quần áo trên người hắn ta. Ngọn lửa bén vào da thịt, nhanh chóng thẩm thấu vào trong, đốt cháy chân nguyên trong kinh mạch và lục phủ ngũ tạng. Hai tay Trung Huyền hợp thành hình chữ thập, trong cơ thể tuôn ra một luồng chân nguyên mạnh mẽ, trực tiếp chấn long viêm ra khỏi người mình. Khoảnh khắc hai tay khép lại, có thể thấy một cái chuông đồng cổ xưa tỏa ra từng đợt hào quang bao phủ phía sau lưng hắn ta. Phù! Lâm Nhất thở hắt ra, ánh nến trong mắt tiêu tan, thay vào đó là kiếm ý hùng hậu, mênh mông vô tận đang điên cuồng hội tụ. Đôi mắt thanh tịnh kia một lần nữa trở nên sâu thẳm, chân nguyên đang hỗn loạn trong cơ thể lại một lần nữa hội tụ như giang hà cuồn cuộn. Nguy hiểm thật, đứng đầu bảng ngoại vực quả nhiên không ai là đèn cạn dầu. Tuy nhiên, ra tay nặng thật, nếu không phải hắn có quá nhiều át chủ bài, sợ rằng một điểm ngay mi tâm kia, không chết cũng đánh mất nửa cái mạng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, nếu ngươi đã bất nhân thì cũng chớ trách ta ra tay tàn nhẫn. Trung Huyền Tây Sơn Vực, chuẩn bị trả một cái giá đắt đi. YAA, a à, nha nha, tên tiểu quỷ Nam Vực kia, có vẻ như ngươi cảm thấy ngươi sẽ có cơ hội thắng ta. Trung Huyền lộ vẻ đăm chiêu, tuy vừa rồi có hơi chật vật một chút, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục. Tên nhóc này bày ra vẻ mặt quỷ quái gì vậy chứ, tưởng rằng tránh được một kích đột kích chí mạng là đã đủ năng lực đánh chính diện với hắn ta ư. Có thể thoát khỏi cục diện do bản thân mình dày công bày ra, quái vật kiếm khách này quả thật có chút bản lĩnh, nhưng muốn thắng được ta, nằm mơ giữa ban ngày. Trưởng lão của các vực đều tụ hội trên đỉnh núi Huyền Hoàng, chăm chú quan sát hình ảnh trên màn sáng. Sau cùng thì hai người đứng đầu đã chính thức nghênh chiến, những người theo dõi trận chiến quyết liệt kia đang vô cùng căng thẳng. Ngoại trừ Thánh Minh trưởng lão ra, trên đỉnh núi còn có thêm những bóng người khác, đương nhiên bọn họ cũng không ngờ hai người đứng đầu sẽ đụng độ nhau. Nhìn kỹ lại, những người vừa xuất hiện đều là tuyển thủ đã bị loại, có rất nhiều người nằm trong bảng Long Vân của Nam Vực. Có Nam Cung Vãn Ngọc, Phương Hàn Lạc, Ô Tiếu Thiên và cả Khương Tử Diệp, bọn họ đều bị các anh tài vực khác loại từ ải thứ nhất, hoặc gục trước thử thách cơ quan ở ải thứ hai. Cuộc chiến này không phải là Vương Bất Kiến Vương sao? Phương Hàn Lạc bất ngờ kinh hô. Chương 3065, tiểu súc sinh, ta làm thịt ngươi. Cái gọi là Vương Bất Kiến Vương chứ, cũng giống như những tuyển thủ tranh 10 vị trí đầu ở quần Long Thịnh Yến, mấy hiệp đấu đầu sẽ không đụng mặt nhau. Nhưng sự tuyển chọn để đến con đường thông thiên vốn dĩ hoàn toàn là ngẫu nhiên, không quan tâm đến thứ hạng trong bảng Long Vân, đụng phải ắt hẳn chỉ là tình cờ. Nhưng khi hắn ta vừa dứt lời, ba người thượng quan Thanh Hồng bị Lâm Nhất đánh bại trước đó lộ vẻ bất mãn, xì xào quan sát. Ánh mắt thượng quan Thanh Hồng của Tây Sơn vực lóe lên vẻ khinh thường, cười cợt nói, đồ con rùa, ngươi thực sự dám rát vàng lên mặt mình. Đứng đầu ở Nam Vực mà cũng xứng gọi là, vương, sao? Nực cười. Kẻ đứng đầu bảng ở Nam Vực mà xứng xưng, vương, sao? Lời nói của thượng quan Thanh Hồng tràn đầy chế giễu, liền khiến Phương Hàn Lạc nổi giận, Nam Cung Vãn Ngọc bên cạnh vội kìm hắn ta lại. Đỉnh núi Huyền Hoàng này có rất nhiều thánh minh trưởng lão nhìn chằm chằm, há có thể tùy tiện động thủ. Lại nói, nếu thật sự ra tay cũng chưa chắc gì đã đánh lại đối phương. Nhìn đi nhìn lại thiệt vẫn phần nhiều. Đồ thỏ đế. Thượng quan Thanh Hồng nhìn thấy, vẻ mặt càng khinh thường hơn, bèn hừ lạnh. Hắn ta đã bại dưới tay Lâm Nhất, một bụng lửa giận không thể xả ra được, vừa khéo gặp mấy người của Nam Vực đương nhiên phải châm biếm không tha. Thượng quan Thanh Hồng nhếch mép, híp mắt nói, Nam Vực bị xếp chót ở Huyền Hoàng giới đã hơn ngàn năm, con rùa nhỏ đừng giận nha. Lát nữa thôi ngươi sẽ biết người đứng đầu ở Tây Sơn vực ta mạnh đến giường nào.
Đồ khốn kiếp! Phương Hàn Lạc tức giận không thôi, có điều hắn ta càng tức giận trái lại càng đúng với ý của Thượng quan Thanh Hồng. Nhìn thấy đối phương rõ ràng đã tức xì khói mà lại không thể xả ra, điều này làm hắn ta cảm thấy sảng khoái vô cùng. Phiền muộn vì bị thua trong tay Lâm Nhất cũng giảm đi mấy phần, càng nghĩ nụ cười trên mặt hắn ta càng sâu hơn. Hừ! Nhưng ngay lúc này, trên mặt Thượng quan Thanh Hồng bỗng nhiên bị khạc một bãi nước bọt, hắn ta vươn tay lau đi, vẻ mặt bỗng đen kịt lại, lập tức nổi điên, ai dám phun vào ta? Đứng ra đây! Hắn ta ngầm hét gây ra tiếng động rất lớn, lập tức thu hút rất nhiều khuôn mặt hiếu kỳ quay sang nhìn. Phương Hàn Lạc và Nam Cung Vãn Ngọc cũng bị dọa cho giật mình, không biết chuyện gì đang diễn ra. Là ai? Đứng ra đây, có ngon thì làm lại lần nữa xem. Thượng quan Thanh Hồng đang cực kỳ cáu kỉnh, hắn ta chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã này, cả gương mặt hắn ta lúc này vô cùng khó coi. Phụt, phụt, phụt. Nhưng hắn ta vừa dứt câu, liền có mấy ngụm nước bọt bắn liên tiếp vào mặt hắn ta, làm hắn ta ngây ngẩn cả người. Vậy mà thật sự lại dám phun vào hắn ta. Đảo mắt nhìn qua, lần này thì đã thực sự phát hiện ra kẻ bày trò, đó là một con yêu thú có bộ lông xù mềm mại giống như sóc, vừa rồi chính nó núp sau đám người phá phách. Tiểu súc sinh, ta làm thịt ngươi. Thượng quan Thanh Hồng giận tím mặt, lập tức vọt đến. Con yêu thú lông xù kia nhanh như chớp liền chui tọt vào giữa đám người của Tây Sơn Vực, không chỉ có tốc độ dọa người, mà còn quay đầu lại tranh thủ phun thêm một bãi nước bọt lên mặt Thượng quan Thanh Hồng. Trong nháy mắt, Thượng quan Thanh Hồng bị đùa bỡn đến xoay vòng vòng, yêu thú kia thậm chí còn dừng lại khiêu khích. Thân hình nó lớn cỡ bàn tay, tuét miệng không ngừng giễu cợt, cười khanh khách để lộ ra hai cái răng cửa. Tiếng cười kia rơi vào trong tai của Thượng quan Thanh Hồng lại vô cùng chói tai, vô cùng đáng ghét. Yêu sủng của nhà ai vậy? Giọng cười thật bỉ ổi. Hình như là yêu sủng của Lâm Nhất, ta từng thấy hắn ôm trong ngực. Chương 3066, nhãi danh. Ha ha ha, thú vị quá, Thượng quan Thanh Hồng y như thằng ngu vậy. Trước đó bị Lâm Nhất đánh bại chỉ trong 5 chiêu đã đành, bây giờ còn bị yêu sủng của hắn dễ dàng bắt nạt, buồn cười quá đi mất. Có người chứng kiến cảnh tượng Thượng quan Thanh Hồng bị thua thiệt, bèn không khỏi bật cười ha hả. Để tao coi mày chạy đường nào. Cả khuôn mặt Thượng quan Thanh Hồng đen như đáy nồi, từng bước chân đều đã dùng thân pháp đến cực hạn, nháy mắt sắp đuổi kịp ngựa huyết long. Nhưng ngựa huyết long nhanh nhẹn vọt đi như chớp, về lại trên vai của Thanh Đồ trưởng lão, vẻ mặt Thượng quan Thanh Hồng liền biến sắc, vội vã ngừng lại. Nhưng khi lại nhìn thấy ngựa huyết long cười nhe cả răng cửa gian manh, lập tức là đùng đùng nổi giận. Quay lại đây! Sương Hải trưởng lão của Tây Sơn vực lạnh giọng quát. Trưởng lão! Con súc sinh này phun vào mặt ta. Thượng quan Thanh Hồng oan ức, quả thật có khổ khó nói mà, khỏi bàn khó chịu đến chừng nào. Sắc mặt trưởng lão nhất thời sầm xuống, cả giận nói, mau cút về đây, chưa mất mặt đủ sao. Thượng quan Thanh Hồng không biết làm sao, quay đầu lại trừng mắt nhìn ngựa huyết long, nhưng vừa quay qua thì lại bị một bãi nước bọt khác phọt vào mặt. Ha ha ha, người ngoài cũng không nhịn được nữa, bật cười sằng sặc. Thượng quan Thanh Hồng tức muốn ói máu, cũng không dám đứng đó nữa, vội vã tránh đi chỗ khác. Để lại ngựa huyết long ngồi trên vai Thanh Đồ trưởng lão chìa móng ra mà cười ngây ngốc, hình dáng ban đầu của nó rất đáng yêu, nhưng khi nó lấy móng che miệng cười ngất trông lại cực kỳ thô bỉ. Có điều, trò cười này cũng không gây nên sóng gió gì quá lớn, tâm điểm của mọi người vẫn tập trung vào trận giằng co giữa Lâm Nhất và Trung Huyền. Hai người đứng đầu bảng giao chiến. Bất kể Thượng quan Thanh Hồng có nói gì, trong mắt tất cả các trưởng lão tuyệt đối là một trận chiến quyết liệt, vương đối vương. Thượng quan Thanh Hồng cũng nín thở theo dõi, đợi khi Trung Huyền đánh bại Lâm Nhất, cơn giận ngút trời trong bụng mới nguôi ngoai, để ta xem ngươi chết kiểu nào. Bên trong cung điện, mật cảnh mê cung. Trên vòm mái cao mấy trăm trượng, Minh Châu sáng lóng lánh chi chít như sao trên trời. Trong đại điện, trạng thái đỉnh phong của Lâm Nhất đã bình phục lại. Một luồng sát ý lạnh như băng im hơi lặng tiếng lan tràn khắp nơi, rét căm rét lạnh. Nhãi danh, hình như ngươi không muốn chịu thua. Trung Huyền híp mắt, cười như không cười, nắm một mảnh thiên cơ trong tay như có cảm giác nắm cả càn khôn. Nhãi danh, chương 3067, tài hèn sức mọn. Chân mày Lâm Nhất hơi nhướng lên, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo,
hắn nói, thật thì ta không thích bị người ta gọi như thế, nhưng cũng không sao, vừa rồi đối diện mà ngươi đã không làm được, vậy thì đừng tưởng bở nữa. Nghe xong những lời này, nụ cười trên mặt Trung Huyền dần buông xuống, thản nhiên nói, vậy mà lại để một tên nhãi danh ở Nam Vực coi thường, xem ra ngươi thật sự không biết địa vị của Nam Vực ở đâu trong huyền hoàng giới rồi, ta sẽ giúp ngươi nhận ra thật rõ ràng. Khoảng khắc vừa nói xong, bóng dáng của Trung Huyền đã vọt về phía trước, hắn ta lại biến mất lần nữa giữa màng xương dày đặc quỷ dị. Lúc ánh mắt Lâm Nhất đảo qua, màng xương dày đặc quỷ dị kia tản ra khắp cả đền, ngược lại, lúc thì không còn cảm nhận được chút khí tức nào của Trung Huyền, lúc thì chỗ nào cũng hiện hữu. Nhãi danh kia đừng có chảnh mảng, ngay đây này. Giọng nói phát ra từ bên trái, Lâm Nhất vừa định xoay người qua, thì một loạt tiếng chuông bong bong vang lên. Dương Đông kích Tây, quỷ thần khó lường. Lại là môn võ giống trước, còn định dùng nó lừa Lâm Nhất lần thứ hai, vậy thì cũng xem thường hắn quá rồi. Keng! Lâm Nhất lập tức thi triển Thanh Tiêu kiếm quyết từ trong người, trong nháy mắt, từng cánh hoa tử diên tràn đầy chiến minh của thần thụ Thanh Tiêu bao phủ khắp vùng tử phủ, tiếng kiếm âm lanh lảnh bùng nổ. Oanh! Kiếm âm va chạm với tiếng chuông, như có hai luồng sóng lớn cuồn cuộn, hung hăng đụng vào nhau trong không khí. Kiếm quang bắn tung tóe giữa không trung, uy lực của sóng âm dồn dập, cuốn sạch mọi thứ xung quanh bên trong đại điện. Giữa lúc hỗn loạn, Trung Huyền liền hiện thân dùng thế công ác liệt bao vây Lâm Nhất. Tài hèn sức mọn, Lâm Nhất sớm đã có phòng bị, lập tức thúc dục Đằng Vân Quyết, thân thể liền biến ảo như đạp gió cưỡi mây. Nhanh như cắt đã tránh được thế công kia, kế đó Lâm Nhất liền xoay người đánh ra vài chục cú đấm dữ dội như cuồng phong gào thét. Đùng đùng. Mỗi một quyền mang đều chứa đựng kiếm uy thương long hào hùng, bóng người được bao phủ bởi màng xương dày đặc của Trung Huyền không ngừng thoái lui. Đến khi tất cả quyền mang nổ tung thì Trung Huyền mới bị đánh văng ra ngoài, trong mắt chợt thoáng hiện lên nét kinh ngạc. Cả hắn ta cũng không ngờ, chỉ trong một khoảnh khắc ấy mà Lâm Nhất lại có thể bộc phát ra uy năng kinh khủng như vậy. Theo, trong lòng Lâm Nhất sáng tỏ, cười lạnh một tiếng, lập tức bước nhanh qua. Chương 3068, thì ra là ngươi đang dựa vào võ học tạo hóa. Nhìn thấy Lâm Nhất đã sắp đánh tới, bóng người bay ngược vào giữa không trung, bật cười quỷ dị. Cả người liền tan biến thành làn khói đen, vô cùng cổ quái. Nhãi danh, ngươi vẫn còn non lắm. Tiếng cười phát ra từ sau lưng Lâm Nhất, Trung Huyền lại biến mất một cách quỷ dị, hắn ta bất chợt vung hai tay trưởng ra. Vô số luồng khói đen liền tụ lại. Chúng nhanh chóng diễn hóa thành một cái nắm đấm đầy gai bén nhọn, trên những cái gai còn tỏa ra rất nhiều u quang trông rất dị hợm. Nắm đấm màu đen quái dị khó tả, giống như là đã hút hết toàn bộ ánh sáng trong cung điện vậy, nháy mắt đại điện đã rơi vào trong bóng tối vĩnh hằng. Bóng của Trung Huyền thừa cơ này lại điên cuồng đánh tới, tốc độ nhanh đến mức không tưởng, nắm đấm nhắm thẳng vào đầu Lâm Nhất. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, một khi bị đánh trúng, Lâm Nhất chắc chắn sẽ phải mất mạng. Vù vù. Nhưng tốc độ của Lâm Nhất còn nhanh hơn Trung Huyền, gần như lúc cái bóng trước mặt còn chưa biến thành khói đen, hắn đã kịp xoay người lại. Trong bóng tối, hai mắt Lâm Nhất bừng sáng như sao, nhìn rõ mồn một. Quả đấm quỷ dị kia đang sắp đập vào mắt, nhưng vẻ mặt Lâm Nhất vẫn không mảy may hoảng hốt, hắn đã sớm nhìn rõ hết thảy. Kiếm ta tức thương long, kiếm xuất kinh phong lôi. Kiếm uy thương long bất diệt. Lâm Nhất chợt quát lớn. Sử dụng kiếm uy thương long bất diệt, kiếm ý như biển gầm bỗng chốc điên cuồng dâng trào tràn ngập toàn bộ cung điện. Hư ảnh thương long cao gần 10 trượng đã hiện lên ở sau lưng, mắt rồng sáng như kiếm quang soi rọi tứ phương, cả người bao phủ uy áp bất diệt. Hắn cũng không dùng đến kiếm ý thông linh, nhưng chỉ cần có kiếm uy thương long bất diệt đã đủ khủng để vượt qua giới hạn của kiếm ý tiên thiên rồi. Kiếm ý đã được tăng cường, năm ngón tay Lâm Nhất nắm chặt lại. Giơ tay lên vung ra một quyền nhưng không nhắm vào nắm đấm màu đen kia, mà quyền mang lại xông thẳng đến trước ngực của đối thủ. Trung Huyền hoảng hốt trắng mặt, hoàn toàn không ngờ tới Lâm Nhất sẽ phản ứng nhanh như vậy, lúc này đã bị đẩy lùi mấy bước. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi, đây chính là kiếm ý thông linh sao? Kiếm ý thông linh đúng là đáng sợ, nhưng muốn ngăn được ta, không đơn giản vậy đâu. Võ học tạo hóa, Thiên Trung Quyết. Trung Huyền bị kiếm uy chấn lùi mấy bước, trong mắt càng thêm tia tàn nhẫn, hắn ta giống giận, lập tức thúc giục võ học tạo hóa phát huy đến cực hạn,
sau lưng chợt hiện ra một cái chuông cổ, từng hồi âm thanh nhỏ đầy khí tức man dợ vang lên như có như không. Hắn ta dùng chuông này để ngăn kiếm Huy Thương Long bất diệt lại, cùng lúc vung nắm đấm màu đen kia đánh đến một lần nữa. Thì ra là ngươi đang dựa vào võ học tạo hóa. Đáy mắt Lâm Nhất ánh lên tinh quang, đột nhiên quát lên. Có điều ai bảo với ngươi ta đang dùng kiếm ý thông linh vậy? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Đùng đùng. Lúc này, Lâm Nhất mới không giữ lại chút gì mà chân chính phóng kiếm ý thông linh đỉnh phong tiểu thành ra, lập tức đâm thủng mái vòm cao hàng trăm trượng. Vô số minh châu liền rơi xuống, trông giống như từng ngôi sao băng, cả ngân hà đang bị vỡ tan tành. Chương 3069 Trung Huyền đã chết. Khí chất bá vương toát ra ở trên người Lâm Nhất một cách khó tả, toàn bộ đại điện rung lắc kịch liệt, giờ khắc này ngay cả thiên địa cũng như đang khuất phục dưới kiếm ý bất diệt của Lâm Nhất. Lâm Nhất đã dùng kiếm Huy Thương Long bất diệt từ trước, nên khi phóng thích kiếm ý thông linh ra, cũng như thuận nước đẩy thuyền, chỉ bằng một ánh nhìn của Lâm Nhất, cái chuông cổ ngưng tụ sau lưng đối phương bỗng chốc đã bị đâm thủng. Chết tiệt! Sắc mặt Trung Huyền đại biến, cảm giác cả cơ thể đã bị kiếm Huy đàn áp đến không thể nhúc nhích được nữa. Đến! Nắm đấm của Lâm Nhất đột nhiên mở ra, vọt đến bóp chặt cổ của đối phương. Đừng, đừng, đừng mà! Trung Huyền bị bóp cổ, hô hấp khó khăn, trong mắt hiện lên hoảng sợ tột cùng. Ta đã nói, không thích bị người khác gọi là nhãi danh, nhất là một tên rác rưởi như ngươi. Hai mắt Lâm Nhất tràn đầy sát ý rét lạnh, tay trái nắm thành quyền đánh thẳng vào đầu đối phương, gậy ông đập lưng ông. Quyền mang dần phóng đại trước mắt Trung Huyền, sâu trong đáy mắt hắn ta vẫn hiện lên vẻ không cam, hắn ta còn rất nhiều tuyệt học vẫn chưa kịp dùng đến. Và cả suốt bước vào con đường thông thiên vẫn chưa tranh được. Ta không cam tâm. Oanh! Đầu người vỡ tung trong sự vô vọng, Lâm Nhất vứt cái xác không đầu trước mặt qua một bên. Trong mắt cũng không hiện lên bất cứ tia thương hại nào, con đường võ đạo chính là tàn khốc như vậy đấy, người nào không đủ tàn nhẫn thì cái xác nằm dưới đất kia chính là người đó. Gió lặng lẽ thổi qua đỉnh núi Huyền Hoàng, tất cả thánh minh trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Lúc này Lâm Nhất cũng không biết hành động của mình đã làm dậy sóng tất cả những người có mặt trên đỉnh núi, hắn nhìn vào cánh cửa khổng lồ bằng đồng xuất hiện trước mặt, không chút do dự mà đấm bể nát. Con đường này đã định nguy hiểm trùng trùng, đầy dẫy tinh phong huyết vũ, nhưng tâm luôn hướng về kiếm, tuyệt đối không quay đầu lại. Người đứng đầu bảng Tây Sơn, Trung Huyền đã chết. Trên đỉnh núi Huyền Hoàng, đông đảo thánh minh trưởng lão và anh tài các vực đã bị loại ngơ ngác nhìn thi thể không đầu trong màn sáng. Không bất kỳ ai mà không trợn tròn hai mắt. Có lẽ một vài anh tài ngoại vực đã không để Lâm Nhất vào mắt, nhưng cũng có rất nhiều thánh minh trưởng lão chưa từng xem thường Lâm Nhất. Nhưng khi xem trận chiến này, bọn họ đều cho rằng Lâm Nhất chỉ nắm được 5 phần thắng, hoặc có khi cao hơn một chút. Chương 3070, may mắn thôi. Nhưng không một ai ngờ, Trung Huyền sẽ chết trong tay Lâm Nhất, đây là một kết quả không tài nào tưởng tượng nổi. Điều này đã tạo nên một sự bất ngờ cực lớn đối với rất nhiều trưởng lão, bọn họ đều rất rõ, đều cùng là yêu nghiệt thì phân thắng bại cũng dễ hiểu, còn muốn lấy mạng đối thủ thì lại vô cùng khó khăn. Đứng đầu bảng của các vực đều không phải là đèn cạn dầu, mỗi người đều có số mệnh lớn, mỗi người đều có khả năng tự bảo vệ bản thân cực kỳ tốt. Nhưng bây giờ Trung Huyền đã chết, mà lại chết một cách vô cùng triệt để, bị Lâm Nhất đấm vỡ nát cả đầu. Sao, sao có thể? Sương Hải Thánh Minh trưởng lão của Tây Sơn vực cả mặt đờ đẫn, hiển nhiên không tài nào tiếp nhận nổi kết quả này. Trung Huyền chết rồi. Thượng quan Thanh Hồng vừa rửa mặt xong lúc này lại bị dọa đến choáng váng mặt mày, sắc mặt tái mét, bất chợt nghĩ lại mà hoảng sợ cùng cực. Hiện tại hắn ta thật sự đã biết sợ rồi. Lâm Nhất có thể giết được Trung Huyền thì chắc chắn sẽ làm thịt được cả hắn ta, nhưng Lâm Nhất lại tha cho hắn ta một mạng. Vậy mà bản thân còn cảm thấy không cam tâm, mang lòng oán hận, bây giờ nghĩ lại hành vi của mình nực cười biết bao. Thì ra mình vừa mới đi dạo một vòng quỷ môn quan về, nếu không nhờ đối phương khinh thường không xuống tay giết hắn ta, ngay cả cơ hội bị loại hắn ta còn không có, mà lập tức biến thành một cái xác không hồn. Quan Liệt và Triệu Vũ đã từng giao thủ với Lâm Nhất đều đang lạnh cả sống lưng, vô cùng hoảng sợ. Kha kha, xem ra lần này cổ vực Nam Hoa có thể quật khởi rồi Thanh Đồ à, vậy mà lại xuất hiện một kỳ tài như Lâm Nhất, quả thật đáng mong đợi.
Cao Trường Thiên của Huyền Vực xem xong khẽ mỉm cười nói, vẻ kinh ngạc trong mắt vẫn còn chưa tan hết. Có thể chém chết Trung Huyền, nói trắng ra thực lực phải cao hơn đối phương rất nhiều, Lâm Nhất này e rằng cực kỳ kinh khủng, không yếu hơn Phương Thiếu Vũ đứng đầu bảng Huyền Vực là bao. May mắn thôi. Thanh Đồ trưởng lão tươi cười đáp, không dám kiêu căng quá đà. Dẫu sao thì Lâm Nhất còn chưa chân chính đạt được xuất đi, đối thủ ở cửa ải thứ ba cũng chưa biết là ai, hết thảy vẫn chưa nắm chắc được. Nghe thấy lời của Cao Trường Thiên, những thánh minh trưởng lão của các vực chợt bừng tỉnh, rối rít chắp tay chúc mừng. Với bọn họ mà nói, việc Lâm Nhất đạt được xuất vào con đường thông thiên chắc hẳn như ván đã đóng thuyền, không có gì ngoài ý muốn. Người chém chết được Trung Huyền mà không có được xuất đi, vậy cuộc thi tuyển chọn này cũng thật vô nghĩa. Chương 3071 để ta xem ngươi là ai. Người mà hắn đụng phải ở cửa thứ ba hiển nhiên không phải một nhân vật lợi hại gì, dù sao thì việc chạm mặt với hai tên đứng đầu bảng ở cửa thứ hai cũng đã đủ hiếm có rồi. Nhìn thấy cảnh này, mấy người Phương Hàn Lạc lộ vẻ vui mừng, tuy bản thân bọn họ không có cơ hội, nhưng Lâm Nhất đang tranh giành thể diện cho Nam Vực, huống hồ, quan hệ giữa mọi người cũng không tệ, nên đương nhiên là tất cả đều cảm thấy mừng thay cho hắn. Chấm chấm chấm. Mật cảnh mê cung. Lâm Nhất đã thông qua được vòng khảo nghiệm thứ ba, vòng này khá là hung hiểm, đó chính là vượt qua một cái động dung nham răng đầy sấm sét. Trên bề mặt dung nham nóng hổi còn có linh trận do mấy vị huyền sư tứ phẩm tài ba bố trí, bước đi trong đó phải thận trọng từng bước mới được. Huyền sư tu luyện linh văn, thăng cấp lên tứ phẩm tương đương với bước qua một cái khảm cực lớn, thực lực sẽ có sự tăng vọt về chất. Nguyên nhân chính yếu nhất là huyền sư tứ phẩm có khả năng khống chế linh văn tứ phẩm, phải biết, linh văn tứ phẩm đã được xem là linh văn cấp cao rồi. Có linh văn cấp cao phụ trợ, bất kể là linh đồ, trận pháp hay khôi lỗi, cũng đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cũng may, Lâm Nhất coi như tinh thông một chút linh văn, nên tuy cửa ải này có phần hung hiểm, nhưng lại không bị tổn thương gì. Hiện tại, trước mặt hắn là một lối đi rộng rãi. Ở phía cuối có một cánh cửa bằng đồng thau cực lớn. Cánh cửa này khá đặc biệt, hai tấm ván cửa được khóa bằng một đồ án màu vàng, đồ án kia được tạo thành từ những sợi linh văn đan xen nhau, thoạt nhìn hệt như hằng hà sa số chim chóc tề tụ cùng một chỗ. Linh đồ. Lâm Nhất híp mắt quan sát và nhanh chóng nhìn ra mánh khóe, đây quả thật là linh đồ, hơn nữa còn rất cao thâm. Nhìn sơ qua, nó trông như một bức bách điểu triều phượng, tuy nhiên, người lưu lại thứ này không hề vẽ ra vân phượng, cho nên nó vốn không có tính công kích. Lâm Nhất thoáng dừng lại trước cánh cửa đồng thau cực lớn kia, hít sâu một hơi. Qua ải này, xem như danh ngạch đã đến tay. Theo như suy đoán của Lâm Nhất, có lẽ đối thủ đã sớm chờ sẵn trong đó, dù sao, ở cửa thứ hai, hắn đụng phải Trung Huyền nên đã bị chậm trễ rất nhiều. Để ta xem ngươi là ai. Trong mắt Lâm Nhất bắn ra duệ khí sắc bén. Hắn không chút do dự đặt tay lên linh đồ bách điểu và đẩy mạnh. Khoảnh khắc cửa mở ra, đồ án rực sáng, chim chóc đàn đàn lũ lũ bay ra, cứ như là một nghi thức chào đón Lâm Nhất vậy. Ải cuối cùng tranh đoạt danh ngạch, cũng là ải quan trọng nhất, chính thức bắt đầu. Chương 3072 Diêm Ma. Bất kể người đến có phải đứng đầu bảng ngoại vực hay không thì một khi hắn ta có thể tự mình đi đến tận đây, chắc chắn, thực lực không thể yếu được. Có được kinh nghiệm từ cửa ải trước đó, còn chưa nhấc chân bước vào, Lâm Nhất đã đề cao cảnh giác. Hắn tuyệt đối sẽ không phạm cùng một sai lầm, mặc kệ thực lực của đối thủ như thế nào cũng không được chủ quan. Không bao lâu sau, trước mặt Lâm Nhất xuất hiện một đại điện nguy nga, rộng lớn. Tòa đại điện này vô cùng trống trải, cùng với bầu không khí tang thương bao trùm, ở đây còn có rất nhiều dấu vết cổ xưa. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Đại điện đã sớm có người chờ sẵn, hơn nữa, có vẻ như đã chờ rất lâu rồi. Giữa đại điện, một bóng người lẳng lặng đứng đấy, bởi vì ánh sáng rực rỡ và chói lóa từ mái vòm đầy sao phủ xuống, khiến người ta không cách nào nhìn rõ mặt hắn ta trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, Lâm Nhất biết người này là ai, sát ý và sát khí từ trên người hắn ta không cách nào che giấu, và cũng không hề có ý định che giấu, cứ thế không kiêng nể gì đứng ở đó. Mang theo bá khí cực kỳ thô bạo cùng coi trời bằng vung, lạnh lùng nhìn về phía trước. Chính là kẻ đứng đầu bảng Đông La Vực, Diêm Ma. Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Nhất, trong lòng Diêm Ma có chút gợn sóng,
lại có chút bất ngờ, hắn ta không nghĩ rằng mình sẽ đụng phải đối phương ở cửa ải cuối cùng. Thế nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, khí phách bế nghệ bát phương kia, cứ như là dù có là ai thì hắn ta cũng có thể nghiền áp đối thủ một cách dễ dàng. Nếu đổi lại là người thường, chỉ cần đối mặt với khí thế bực này thì chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác trong lòng bị bóng tối bịt kín, chưa chiến đã sợ. Đáng tiếc, người tới là Lâm Nhất, hắn vừa chém giết Trung Huyền xong, thì sao có thể bị ảnh hưởng bởi thế trận bực này. Khí thế của hắn đang lên cao, chiến ý như lửa cháy cuồn cuộn, hừng hực thiêu đốt. Lâm Nhất, xem ra giữa ngươi và ta định sẵn sẽ phải có một trận chiến. Trước kia ta muốn mở mang kiến thức về kiếm ý thông linh mà chưa thể, bây giờ xem như đã được toại nguyện. Nếu không, người bị loại, ta đến con đường thông thiên cũng sẽ hơi tiếc. Diêm ma của Đông La vực nhếch môi cười, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, không để Lâm Nhất vào trong mắt. Lâm Nhất mỉm cười, người đinh ninh mình nhất định có thể đến con đường thông thiên như vậy sao? Diêm ma lạnh lùng nói, thật không may, đúng là như vậy. Thực lực của ngươi rất mạnh. Tiếc rằng cửa ải cuối cùng lại gặp ta. Khoảnh khắc ngươi đẩy cánh cửa kia ra, kết cục của ngươi đã được định sẵn. Ánh sáng trên bầu trời chiếu xuống, lấp lánh chói mắt. Diêm ma cố ý đứng ở đó, để mình trông có vẻ vô cùng thu hút ánh mắt người khác. Trong ánh sáng mờ ảo, kết hợp với khí tức u ám trên người hắn ta, quả thật cho người ta cảm giác sâu không lường được, mang lại cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ. Diêm ma. Người đứng hạng nhất Đông La vực, Diêm Ma. Chương 3073 ý trời định sẵn sao? Trên đỉnh núi Huyền Hoàng, nhìn thấy đối thủ cuối cùng của Lâm Nhất, trưởng lão và các nhân tài của Thánh Minh lập tức rộ lên xôn xao. Trời ạ, chuyện này là sao, lại là người đứng hạng nhất? Rốt cuộc tên Lâm Nhất này dở trò gì, ngoài cửa ải đầu tiên còn có vẻ bình thường, cửa ải thứ hai và thứ ba đều gặp người đứng hạng nhất. Người sau còn đáng sợ hơn người trước. Vận may đúng là không thuận lợi, trong một cuộc thi tranh hạng mà lại gặp đến hai người đứng hạng nhất. Đối thủ ở cửa ải thứ hai và thứ ba đều là người đứng hạng nhất, quả thật khiến người ta không thể tin được, ngay cả trưởng lão của Thánh Minh cũng không thể giữ bình tĩnh. Cao Trường Thiên như nghĩ tới điều gì, ngay sau đó mắt sáng lên, cười lớn nói, thú vị. Năm xưa Tử Nguyệt Động Thiên hợp sức với những kẻ ngoại vực tiêu diệt kiếm tông. Đông La vực và Tây Sơn vực dính dáng nhiều nhất, bây giờ lại lần lượt gặp phải Lâm Nhất. Hắn chém chết Trung Huyền, ta thấy vận may của Tây Sơn vực đã tận. Nếu hắn lại giết chết Diêm Ma, mối thù hủy diệt kiếm tông năm xưa sẽ được trả. Số mệnh dây dưa, trên người Lâm Nhất chắc chắn đã vương vấn nhân quả của kiếm tông. Lời này vừa dứt, tiếng xôn xao rộ lên tứ phía đều bị nhấn chìm, trở nên tĩnh lặng. Xưa nay Thánh Minh luôn trung lập. Nhưng vẫn biết rất rõ chuyện hủy diệt kiếm tông, chỉ là bọn họ luôn giữ kín chuyện này. Bây giờ Cao Trường Thiên đột nhiên lên tiếng, nhắc tới chuyện này một cách công khai, khiến hiện trường thoáng chốc rơi vào một sự im lặng nào đó. Ban đầu thì không quá quan tâm, nhưng chẳng mấy chốc càng nghĩ lại càng sợ, hình như đúng là có chuyện đó thật. Nếu không thì khó mà giải thích vì sao liên tục hai cửa ải, Lâm Nhất đều gặp được người đứng hạng nhất của ngoại vực. Nhìn những nhân tài khác. Làm gì có ai khó khăn như vậy, độ khó khảo hạch hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ánh mắt Thanh Đồ trưởng lão lóe sáng, do dự nói, chẳng lẽ thật sự là số mệnh. Ở quần Long Thịnh Yến, Lâm Nhất này đã sử dụng tuyệt kỹ đặc sắc, chính là bá kiếm, một trong ba tuyệt học của kiếm tông năm xưa. Tông môn mà hắn xuất thân cũng là do truyền nhân của kiếm tông sáng lập, nhân quả của kiếm tông gánh trên người cũng không nhẹ. Mọi người kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt không tin được. Ý trời định sẵn sao? Chuyện này cũng sâu xa kỳ ảo quá. Hừ, ý trời thì đã sao? Số mệnh đâu dễ chém đứt như vậy? Đông La vực Diêm Ma ta há lại có thể so sánh với tên vô dụng Trung Huyền của Tây Sơn vực. Lâm Nhất có thể đảm bảo mình không chết là đã đủ an ủi bản thân rồi, còn muốn chém đứt nhân quả. Không có cửa. Không sai, hắn có thể sống sót bước ra đã là vô cùng may mắn. Cái gì mà ý trời số mệnh, đừng nghĩ xa xôi nữa. Người của Đông La vực thấy bầu không khí không ổn, sắc mặt có vẻ khó coi, lập tức lên tiếng. Những người ở các vực khác im lặng không nói, không phản bác. Đám người Đông La vực này nói cũng đúng, thực lực của Diêm Ma hơn xa Trung Huyền. Đó là nhân vật có thể đối kháng Phương Thiếu Vũ của Huyền vực. Nói trắng ra,
Trong thế hệ trẻ trên khắp huyền hoàng giới, hắn ta và Phương Thiếu Vũ mạnh nhất, không có vị trí cho người thứ ba. Đám người Phương Hàn Lạc của Nam Dực lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, rõ ràng không ngờ trận chiến này lại liên quan đến bí mật kiếm tông bị hủy diệt. Một cuộc thi tranh hạng đang yên lành lại biến thành trận chiến số mệnh. Chương 3074, cũng thường thôi. Mật cảnh mê cung. Hiển nhiên, Lâm Nhất không hay biết trận chiến này được mọi người ở đỉnh núi Huyền Hoàng xem như một trận chiến quyết định vận mệnh. Nếu thắng, cổ vực Nam Hoa sẽ hoàn toàn vùng dậy, thuận tiện tính toán nhân quả của kiếm tông năm đó, còn nếu bại, sự quật khởi của cổ vực Nam Hoa sẽ bị gián đoạn. Trong mắt mọi người, trận chiến này không chỉ liên quan đến danh ngạch tuyển chọn, mà nó còn mang một tầng nghĩa sâu hơn. Dưới ánh sáng chói lóa từ những ngôi sao trên đỉnh mái vòm, Diêm Ma lạnh lùng dò xét Lâm Nhất rồi trầm ngâm nói, đúng là ta vẫn có chút kỳ vọng vào ngươi, dù sao thì Vũ Hạo Thiên cũng chẳng phải thứ lương thiện gì, nếu ngươi đã có thể đánh bại được hắn ta, có lẽ kiếm ý thông linh của ngươi cũng sẽ không khiến ta thất vọng. Ầm ầm. Vừa dứt lời, Diêm Ma đã tiến lên trước một bước, phút chốc, khí thế trên người hắn ta ầm ầm bộc phát. Chân nguyên khủng bố như núi lửa phun trào, không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh, khiến cả tòa cung điện bắt đầu rung lắc, nhưng việc khiến người ta cảm thấy chấn động đó chính là ẩn bên trong luồng uy áp kia còn có ý chí giết chóc cực kỳ khủng bố, trong lúc mơ hồ, khí tức khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Ý chí giết chóc. Mắt Lâm Nhất lóe lên tia sắc bén, ý chí võ đạo bực này khá là khó lĩnh ngộ, trong cổ vực Nam Hoa cũng chỉ có mỗi Ô Tiếu Thiên nắm giữ. Tuy nhiên, ý chí giết chóc của Ô Tiếu Thiên hoàn toàn không thể so sánh với Diêm Ma, cảnh giới ý chí giết chóc của tên này cao hơn rất nhiều, lại vô cùng bao la, rộng lớn. Trong huyết quang vô tận dường như có ngàn vạn oan hồn bị thảm sát đang kêu gào thê lương, gió lạnh cuồn cuộn. Quỷ khóc sói gào. Không hổ là người đứng đầu bảng Đông La Vực, cũng chỉ có nơi mà tất cả đều là tà tu mới có thể tu luyện ý chí giết chóc đến cảnh giới khủng bố như thế. Còn chưa hết. Giữa tiếng gào rú chết chóc đầy thô bạo kia, đột nhiên, có kiếm âm vang lên từ trong cơ thể Diêm Ma. Kiếm uy trên người hắn ta bùng nổ, phút chốc, mặt đất bắt đầu chấn động dữ dội, ý chí giết chóc cùng ý chí kiếm đạo dung hợp hoàn mỹ. Lâm Nhất, kiếm ý giết chóc của ta còn chưa từng gặp trở ngại. Ngay khi kiếm ý giết chóc dung hợp, Diêm Ma liền bật cười dữ tợn, mang theo cuồng phong huyết sắc ác liệt mà sắc bén lao vào đến, thời điểm hắn ta sắp va chạm. Trong tay hắn ta chợt xuất hiện một thanh kiếm bén nhọn, lưỡi kiếm sáng lóng lánh, đâm thủng hư không, hướng thẳng đến ngực Lâm Nhất. Thanh thế khủng bố như thế, thậm chí không cần đâm chúng cũng có thể dễ dàng giết chết cao thủ bán bộ thiên phách. Cũng thường thôi. Sắc mặt Lâm Nhất không thay đổi, đối mặt với kiếm ý giết chóc chưa từng thấy qua trước đó, hắn vẫn chẳng chút hoang mang, cơ thể khẽ run lên, hộp đựng kiếm sau lưng phát ra một tiếng, kẹch, rồi mở ra. Hắn nhanh tay nắm lấy kiếm táng hoa đang chuẩn bị ra khỏi vỏ. Âm vang. Giữa không trung, kiếm quang va chạm kịch liệt, tia lửa bắn tung tóe, Lâm Nhất thúc giục kiếm táng hoa chính diện nghênh đón. Chân nguyên hùng hậu bắt đầu khởi động, hắn lui về sau nửa bước, hoàn toàn đỡ lấy kiếm uy vô cùng thô bạo từ đối phương. Chương 3075 Đằng Vân Quyết. Phía sau hắn, kiếm uy thương long bất diệt như ẩn như hiện, kiếm ý giết chóc quả thật rất đáng sợ. Nhưng để tiếp một kiếm này cũng không quá khó khăn. Kiếm ý thông linh. Trong mắt Diêm Ma lóe lên tia khác thường, hắn ta có hơi bất ngờ, theo lý mà nói thì chỉ dựa vào ý chí giết chóc đã đủ để chống lại kiếm ý thông linh rồi. Nhưng hiện tại, kiếm ý tiên thiên dung hợp cùng ý chí giết chóc vẫn bị đối phương tiện tay dùng một kiếm ngăn cản. Xem ra, người này còn có thủ đoạn khác. Trả lại ngươi một kiếm. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh. Kiếm ý thông linh cùng kiếm uy thương long bất diệt dung hợp, nhanh như chớp phản công với khí thế càng thêm bá khí và dũng mãnh. Dang. Đối mặt với kiếm ý thông linh bất diệt đột nhiên đánh úp đến, Diêm Ma nhíu mày, lúc này, hắn ta đã chịu thiệt không ít. Bá kiếm bôn lôi chảm điện. Không đợi đối phương kịp phản ứng, cổ tay Lâm Nhất sung lên, 18 luồng điện quang giữ tợn dung hợp thành một kiếm, lại lần nữa bổ ra. Răng rắc. Diêm Ma hừ lạnh một tiếng, huyết quang sau lưng tuôn trào, ý chí giết chóc diễn hóa thành một con dao long đỏ như máu cực kỳ hung hãn, nó trực tiếng bổ kiếm quang đang chém đến thành hai nửa. Kinh hồng phá nhật, tinh thần đại bảo, chiêu dương như hỏa,
Hoành Đoạn Thái a. Nhưng ngay khi hắn ta chém vỡ kiếm quang, bóng dáng của Lâm Nhất đã liên tục biến ảo, lưu loát bổ ra một chuỗi tứ đại sát chiêu của bá kiếm. Phút chốc, uy danh của bá kiếm được hắn thúc đẩy đến cực hạn, khắp nơi đều là hình bóng của Lâm Nhất, còn có kiếm quang răng kín và đủ loại dị tượng khủng bố. Đây là lần đầu Diêm Ma đụng phải địch thủ khó chơi như thế, tuy nhiên, trong mắt hắn ta lóe lên tia sáng lạnh. Chân nguyên hùng hậu rót vào trong kiếm, thoáng chốc, kiếm ý giết chóc kia đã diễn hóa thành một con dao long đỏ như máu, nó điên cuồng bành trướng, kiếm trong tay hắn ta như dao long giữa biển lớn, mặc sức quay cuồng. Huyết kiếm xuất hải. Kiếm trong tay Diêm Ma phát ra huyết quang sáng chói, luồng hào quang kia cô đọng như ngọc, lao ra như tia chớp, trực tiếp chém vỡ rất nhiều dị tượng do Lâm Nhất thi triển bá kiếm tạo thành. Tia sáng lạnh sắc bén, khiến người nhìn cảm thấy rét lạnh từ tận đáy lòng, kiếm ý giết chóc của hắn dường như điên cuồng khuấy động, càng ngày càng cuồng bạo. Xíu, yêu yêu. Kiếm quang huyết sắc 10 trượng cô đọng như ngọc, sau khi chém nát rất nhiều kiếm chiêu của Lâm Nhất, thế tiến của nó vẫn không ngớt, đâm thẳng vào mi tâm Lâm Nhất. Phút chốc, bóng dáng đỏ như máu kia đã hoàn toàn che kín tầm mắt Lâm Nhất. Đằng Vân Quyết, đang ở trên hư không, Lâm Nhất bỗng đạp mạnh, khiến sương mù như mây xuất hiện tầng tầng rung động. Chân Lâm Nhất như đạp xuống đất bằng, hắn bay vọt lên, rồi chợt xoay tròn một vòng giữa không trung, thời điểm quay người, toàn bộ dị tượng của bá kiếm bị chém vỡ đều dung nhập vào kiếm quang. Bá Trảm Thiên Hạ. Chương 3076 đúng là ngươi còn rất non kém. Lâm Nhất dùng hai tay cầm kiếm, từ trên cao nhìn xuống, hắn dung hợp sáu thức của bá kiếm, kiếm quang bổ ra hùng hậu, phút chốc đã hòa tan và cắn nuốt kiếm chiêu của đối phương, rồi lại dùng phương thức càng thêm hung hãn và bá đạo chạm xuống. Nhìn thấy sát chiêu như thế, sắc mặt Diêm Ma biến hóa, hắn ta có hơi bất ngờ khi kiếm pháp của Lâm Nhất lại mạnh mẽ đến như vậy. Khi kiếm sắp đánh đến, quần áo hắn ta bị gió thổi tung, phút chốc, cả người nhanh chóng lui về sau một khoảng dài. Trong lúc lui, kiếm quang không ngừng vung vẩy, liên tục lột bỏ uy năng của bá Trảm Thiên Hạ. Sau khi lui được 10 bước, một luồng kiếm thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, như một trận cuồng phong, dễ dàng thổi tắng uy năng còn sót lại của bá Trảm Thiên Hạ. Vèo! Không dừng lại, hai người một lần nữa bắt đầu chém giết, trong chớp mắt đã giao đấu hơn mấy chục chiêu. Ban đầu, Diêm Ma còn có thể dựa vào kiếm ý giết chóc thô bạo và quỷ dị để đánh ngang tay với Lâm Nhất, nhưng dần dần đã có xu thế yếu hơn. Kiếm ý của Lâm Nhất gần như hoàn mỹ, một phần nào đó đã tiếp cận vô hạ, ý chí phong, ý chí lôi đình, uy lực thương long, kiếm ý thông linh dung hợp hoàn mỹ trong bất diệt. Lại một kiếm giao nhau, cả người Diêm Ma bị đánh bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, hắn ta phải lui thêm vài bước nữa mới miễn cưỡng đứng vững. Cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Lâm Nhất híp mắt nhìn và lạnh lùng nói, người đứng đầu Đông La vực, người hãy lấy ra át chủ bài của mình đi, chỉ một chút thủ đoạn đó thì thật sự không đủ nhìn đâu. Quả thật đối phương rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn nhiều so với Trung Huyền. Nhưng sau khi Lâm Nhất thi triển kiếm ý thông linh thì thật sự có vẻ không đáng coi trọng, tạo nghệ về kiếm đạo của hai người có sự chênh lệch quá lớn. Quả nhiên là một tên quái vật về kiếm đạo, khó mà tưởng tượng được ngươi chỉ mới 18 tuổi. Tuy nhiên, cũng chỉ như vậy thôi, trong mắt ta, đúng là ngươi còn rất non kém. Tuy bị đánh bay ra ngoài nhưng Diêm Ma lại chẳng chút để tâm, chỉ cười khẩy một tiếng, có điều, trong đôi mắt bắn ra tia sáng lạnh vô cùng sắc bén và ác liệt. Đột nhiên, kiếm trong tay Diêm Ma bùng nổ huyết quang, kế đó, hắn ta hất mạnh lên, huyết quang như điện. Hóa thành một con dao long, xé toạc hư không mà lao thẳng đến Lâm Nhất. Một kiếm này có hơi đột ngột, nếu là nhân tài kiệt xuất bình thường thì e rằng sơ sẩy một chút sẽ trực tiếp bị đâm xuyên. Lâm Nhất không biết đối phương đang chơi trò gì, tuy nhiên, hắn vẫn luôn trong trạng thái đề phòng, nên khi kiếm quang của đối phương vừa rời tay, Lâm Nhất đã có phản ứng. Khi còn cách Lâm Nhất khoảng nửa mét, trường kiếm tạo thành huyết quang hung hiểm rốt cuộc cũng hiện thân. Nhưng dường như nó bị một luồng kiếm uy vô hình ngăn cản, khó có thể tiến lên được. Kiếm ta tức thương long, kiếm xuất kinh phong lôi. Chương 3077, xuống địa ngục đi thôi. Sau lưng Lâm Nhất, thương long 10 trượng hiện thân, toàn thân lóng lánh lân phiến, không ngừng phát ra điện quang đùng đùng, cuồng phong vần quanh long chảo,
trong mắt rồng bắn ra kiếm quang sáng chói. Thương Long bất diệt Thương Long. Khi kiếm uy lên đến đỉnh cao, Lâm Nhất hùng hổ chém ra một kiếm, trường kiếm huyết quang hung hiểm của đối phương trực tiếp bị chém thành mảnh vụn. Cạch, cạch, cạch. Kiếm quang vỡ vụn bắn tung tóe, lập tức đâm xuyên qua vách tường của cung điện cổ xưa. Kiếm bị hủy rồi sao? Cảnh tượng như thế không chỉ khiến Lâm Nhất cảm thấy ngạc nhiên mà rất nhiều võ giả trên đỉnh núi Huyền Hoàng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có người của Đông La Vực là cười khẩy không thôi, bọn họ chẳng chút để tâm, bởi lẽ, đối với những người này thì trò hay chỉ mới bắt đầu mà thôi. Bội kiếm bị chém vỡ, nhưng Diêm Ma lại nhe răng cười. Khí tức của hắn ta gần như một lần nữa trở nên thô bạo mà điên cuồng, hai mắt lóe lên huyết quang, cuối cùng, huyết quang ngưng tụ thành một ngọn lửa máu, trông như con mắt phát ra ánh sáng, rồi nó chồng lên con ngươi của hắn ta. Trong mắt bỗng xuất hiện thêm một con ngươi, huyết diễm trùng mâu. Ngay khi huyết diễm trùng mâu xuất hiện, trên đỉnh núi Huyền Hoàng lập tức vang lên vô số tiếng kinh hô. Những người trước đó vẫn chưa rõ vấn đề giờ đã thay đổi sắc mặt. Huyết diễm trùng mâu, đây là tiêu chí tu luyện ý chí giết chóc đến cấp 2, tên này thật sự đã tu luyện ý chí giết chóc đến cảnh giới khủng bố như vậy khi còn chưa đến thiên phách, chẳng lẽ hắn không sợ bị giết chóc phản phệ sao? Sắc mặt Thanh Đồ trưởng lão trở nên nghiêm túc, thấp giọng nỉ non. Trong cung điện cổ xưa mà trống trải, huyết diễm và đôi mắt Diêm Ma dung hợp, kiếm ý trên người hắn ta hoàn toàn bị khí tức giết chóc che phủ, ý chí giết chóc khủng bố tràn ngập khắp đại điện, mùi máu tươi tanh tưởi lan ra, khí tức giết chóc di động trong không khí hệt như máu tươi đang chảy tràn. Lúc này, sắc mặt Lâm Nhất cũng có một chút thay đổi, dần dần trở nên nghiêm túc. Quả nhiên Huyền Hoàng giới là nơi ngọa hổ tàng long, người đứng đầu bảng ngoại vực không thể xem thường. Tên Diêm Ma của Đông La vực này thật sự có chỗ đáng sợ. Thấy lạ lắm à, đối với ngươi, kiếm là sinh mạng, nhưng với ta, kiếm chỉ là một công cụ để giết chóc mà thôi. Nếu bàn về tạo nghệ kiếm đạo, ta có thúc ngựa cũng kém xa ngươi, thậm chí không đến 1/10. Ngươi là kỳ tài duy nhất nắm giữ kiếm ý thông linh khi còn chưa đến thiên phách trong Huyền Hoàng giới. Mà ta là người duy nhất nắm giữ ý chí giết chóc cấp 2. Giờ phút này, trong mắt Diêm Ma có huyết diễm quanh quẩn, hắn ta nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, ánh mắt dường như mang theo một loại ma lực quái dị. Lâm Nhất có cảm giác máu huyết toàn thân trở nên điên cuồng, sát ý trong cơ thể hắn thoáng có xu thế không thể khống chế, trong mắt vằn vện tơ máu, ánh mắt dần trở nên khát máu. Xuống địa ngục đi thôi. Nhìn thấy cảnh này, Diêm Ma cười điên dại. Hắn ta không cho Lâm Nhất có quá nhiều thời gian phản ứng, liền vung tay đánh ra một trường. Một trường này mang theo huyết quang cuồn cuộn, mênh mông, lao vọt đến, trong khoảnh khắc, cả đại điện đều bị nhuộm thành một màu đỏ còn nồng đậm hơn so với màu máu tươi. Uy năng từ một trường này của Diêm Ma tạo thành biến hóa long trời là đất, huyết quang nồng đậm bùng nổ khiến lòng người sao động, giữa trời đất, dường như trường mang của hắn ta hình thành một cái lồng bằng máu. Muốn vây Lâm Nhất trong đó. Chương 3078, Thanh Tiêu xạ hiện. Điểm chết người nhất nằm ở chỗ, bởi vì huyết diễm trùng mâu ảnh hưởng, nên Lâm Nhất phát hiện bản thân không cách nào khống chế sát ý của mình. Ý chí giết chóc cấp 2 quả nhiên khó mà tưởng tượng nổi. Lâm Nhất, ngoan ngoãn chịu chết đi. Cho đến nay, còn chưa có ai có thể sống sót khi ta thi triển huyết diễm trùng mâu, nhìn thấy tơ máu trong mắt Lâm Nhất. Diêm Ma từ giữa không trung đáp xuống, hắn ta không khỏi cười khẩy, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Hừ, ta một lòng hướng kiếm, há có thể dễ dàng sụp đổ như mong muốn của ngươi, ngươi vốn không biết ta đã trải qua những gì. Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng, đối mặt với kiếm ý giết chóc vô tiền khả hậu kia, hắn điên cuồng thúc giục võ học tạo hóa thượng phẩm thanh tiêu kiếm quyết. Dùng cây tạo gió, mây xanh hóa sấm. Tử điện long quyền lập tức hình thành. Phong lôi điên cuồng gào thét, bao quanh người Lâm Nhất, mỗi một luồng gió trong long quyển gần 20 trượng đều ẩn chứa điện quang màu tím. Thanh tiêu kiếm quyết khiến ý chí phong lôi của Lâm Nhất phát huy đến cực hạn, lực xé rách điên cuồng trong lúc xoay tròn khiến huyết quang rơi xuống cứ thế bị khuấy thành mảnh vụn. Dầm! Một trường do Diêm Ma đánh xuống mang theo huyết quang vô biên gặp phải tử điện long quyển, phút chốc, một tiếng nổ rung trời vang vọng khắp đại điện. Tử điện bị nghiền nát. Cuồng phong tiêu tán, huyết quang vỡ vụn. Một kích khủng bố với uy danh khiến lòng người kinh hoàng cứ thế không công mà lui.
máu tươi tràn ra từ khóe miệng Diêm Ma, cả người hắn ta bị đánh bay ra ngoài. Còn Lâm Nhất, ngay khi thanh tiêu kiếm quyết được vận chuyển, chân nguyên khủng bố như đại dương mênh mông trong cơ thể hắn phút chốc bừng tỉnh, bắt đầu chảy tràn khắp kinh mạch, khiến cơ thể hắn đạt đến cực hạn, sắp nổ tung. Kiếm quang màu xanh cuồn cuộn xuất hiện, quần áo trên người Lâm Nhất tung bay, lôi quang đáng sợ không ngừng phát ra tiếng ầm ầm, mái tóc cũng bay phấp phới. Mỗi khi ánh sáng huyết sát kia muốn xâm nhập, nó sẽ lập tức bị kiếm quang màu xanh sắc bén chém thành cho bụi, sự đáng sợ của kiếm quang khiến người ta hết hồn hết vía. Ý chí giết chóc của hắn ta không còn nữa. Diêm Ma không rảnh lau đi máu tươi trên khóe miệng, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, đây là kiếm quyết gì mà có thể chém tan cả ý chí giết chóc của hắn ta chứ? Nếu thế này, muốn sát khí của Lâm Nhất bị mất khống chế là một chuyện hoàn toàn không thể nào làm được. Dưới sự gia trì của kiếm ý, kiếm quang màu xanh tản ra từ trong cơ thể hắn tựa như kiếm vực trong truyền thuyết vậy, có thể chém chết vạn vật. Huyết diễm trùng mâu, ma quang. Nhìn thấy đòn tấn công bị thất bại, ánh mắt Diêm Ma trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều, hắn ta dùng một tay kết ấn. Huyết diễm trong mắt hắn ta bắt đầu nghịch chuyển, vào khoảnh khắc huyết diễm bắt đầu nghịch chuyển, huyết sát bao phủ trong không khí dần trở nên nặng nề, những huyết quang loang lổ trên vách tường cũng ngưng tụ thành máu tươi. Tí tách, tí tách, máu tươi không ngừng chảy xuống, chẳng mấy chốc mặt đất đã có những vũng máu tích tụ. Dưới bầu không khí kỳ lạ này, bóng người Diêm Ma biến thành huyết quang di chuyển nhanh chóng, hắn ta siết chặt năm ngón tay, đánh về phía trước. Huyết diễm ma quang. Dưới sự gia trì của huyết diễm trùng mâu, uy lực của cú đấm này cực kỳ đáng sợ, toàn bộ đại điện rộng lớn cũng trở nên rung động. Thanh tiêu xạ hiện. Chương 3079 đạn chỉ thần kiếm. Lâm Nhất cầm kiếm táng hoa trong tay, lạnh lùng quát một tiếng, thần thụ thanh tiêu xuất hiện sau lưng hắn, một chiêu kiếm ngăn lại quyền mang của đối phương. Rắc. Khi hai người đặt chân xuống, mặt đất lập tức nứt ra một khe hở, trụ đá cao mấy trăm trượng gần đó cũng rung động dữ dội. Có nham thạch không ngừng rơi xuống như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, vô cùng đáng sợ. Trụ đá nứt rồi. Trên đỉnh núi Huyền Hoàng, các trưởng lão Thánh Minh thay đổi sắc mặt, chưa từng gặp phải tình huống như thế. Những kiến trúc trong mật cảnh mê cung này đều có linh văn củng cố, chất liệu của nó vốn cũng rất cứng rắn, có thể chịu đựng sự tấn công liên tục của cường giả thiên phách. Tiếp tục, ánh mắt Diêm Ma cực kỳ đáng sợ, huyết quang trên người dao động dữ dội, ý chí giết chóc lan tràn. Sát khí mạnh mẽ khiến hắn ta trông như một ma thần bước ra từ địa ngục, hùng uy rung trời. Thanh mộc ngưng phong. Không đợi đối phương hoàn toàn rơi xuống đất, Lâm Nhất lại sử dụng một chiêu kiếm, thần thụ thanh tiêu diễn hóa thành những luồng kiếm khí linh động như có như không, chém tan quyền mang đáng sợ ngưng tụ từ huyết sát vô tận của đối phương. Trên mặt đất là mấy chục tia kiếm quang đáng sợ tung hoành, đồng thời đả thương nặng toàn bộ khí thế của đối phương. Diêm Ma bị kiếm quang ép phải bay lên, lơ lửng trên không trung, huyết diễm trong mắt nở rộ như hoa. Hắn ta lại đánh xuống một quyền, cú đấm này như phá vỡ kiếm quang trên bầu trời, mang theo uy lực đoạn thiên đánh mạnh xuống. Ầm ầm. Dưới uy thế như vậy, những trụ đá bị nứt trong cung điện cũng không thể chịu đựng được nữa, đồng loạt nứt ra. Vô số đá lớn lơ lửng giữa không trung tựa như bị sóng cuốn, cuộn lên cuộn xuống. Mỗi một tảng đá khổng lồ bị vỡ đều nặng mấy trăm nghìn cân, trong lúc tung bay, nó tạo thành một dòng chảy đáng sợ. Người Lâm Nhất lóe lên, nhảy qua những tảng đá lớn này, còn vung kiếm về phía cú đấm đáng sợ trên đỉnh đầu. Khí phách tận trời. Vụt. Kiếm quang mạnh mẽ lập tức bổ đôi quyền mang, kiếm khí tán loạn mang theo ý chí phong lôi vô cùng kinh khủng, khiến những tảng đá lớn trong không trung đều nổ thành bụi phấn. Vù. Trong bụi đất tung bay, huyết quang lóe lên, Diêm Ma từ trên trời rơi xuống, năm ngón tay đột nhiên xuất hiện bên người Lâm Nhất. Duỗi về phía đầu của hắn. Hành động bất ngờ này khiến người ta khó mà đề phòng, mọi người ở đỉnh núi Huyền Hoàng nhìn thấy cảnh này đều lập tức hét lên. Lâm Nhất cũng không hoảng hốt trước biến cố, hắn động tâm niệm, cây khô thanh tiêu như vật quý ở vùng tử phủ liên tục bị gãy ba cành cây. Trong nháy mắt có kiếm khí phong lôi cuồng bạo như rồng rót vào tay Lâm Nhất, vô số lôi quang nhỏ bé đếm không hết trong lòng bàn tay hắn di chuyển như kiếm, biến thành một biển kiếm lôi quang dày đặc. Đạn chỉ thần kiếm. Vào khoảnh khắc ngón cái đặt lên ngón giữa, Lâm Nhất búng tay,
biển kiếm lôi quang ở lòng bàn tay lập tức bay ra từ đầu ngón tay. Ầm. Diêm Ma còn chưa kịp đến gần thì vai phải đã bị kiếm quang xuyên thủng, người lại bị kiếm ý làm cho bay ngược lại trên không trung. Thế mà cũng tránh được. Lâm Nhất hơi kinh ngạc. Thanh tiêu kiếm quyết của hắn đã đạt tới tầng 6, cây thanh tiêu chỉ có 18 nhánh đại diện cho 18 tia kiếm khí phong lôi được biến ra từ thanh tiêu kiếm quyết. Chương 3080 thanh tiêu lôi động. Một lần bẻ gãy 3 nhánh cây phóng đi đã là giới hạn mà Lâm Nhất có thể làm được. Nếu muốn bẻ gãy nhiều nhánh hơn thì sẽ lỡ mất thời cơ, không ngờ đối phương lại tránh được trong tình huống nhanh như vậy. Vậy cứ thêm một nhát kiếm nữa là được. Trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng bừng lên, ngón cái tay trái lại đè lên ngón giữa, chân nguyên cuồn cuộn như dòng sông chảy vào trong đó. Giờ phút này, Tử Diên kiếm quyết và Thanh Tiêu kiếm quyết đồng thời thôi động, người Lâm Nhất phát ra kiếm quang hai màu xanh tím. Trong nháy mắt cuồng phong nổi lên, sấm chớp đùng đùng, chân nguyên mênh mông tràn ngập khắp cơ thể. Hoa Tử Diên như sao trời ở vùng tử phủ trong cơ thể hiện ra, những cánh hoa xếp thành bức màn ánh sáng lộng lẫy sau lưng Lâm Nhất. Trên đầu ngón tay Lâm Nhất có một tia kiếm quang sáng chói như nắng ban trưa, kiếm quang này chiếu rọi làm khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên nổi bật. Nhất niệm sinh, trăm hoa đua nở. Rầm rầm. Kiếm quang không thể miêu tả bằng lời lập tức bắn ra cực kỳ khủng khiếp, chùm kiếm quang to hơn cả trụ đá xuyên thủng hư không, chớp mắt đã đuổi theo kịp Diêm Ma trên không trung. Phụt. Diêm Ma học ra một búng máu, rơi xuống mái vòm. Minh Châu trên mái vòm vỡ vụn rồi rơi xuống như sao. Răng rác. Bức màn sáng trong trận truyền tống trên đỉnh núi Huyền Hoàng đồng thời sụp đổ, mọi người khiếp sợ, lần này không thể nhìn thấy rõ tình hình trong cung điện nữa. Đây, kiếm quang này thật đáng sợ. Quái vật, đúng là một con quái vật. Có khi nào Diêm Ma sẽ chết không? Chắc là không, nếu thật sự không đủ thực lực. Khi bị kiếm quang đánh trúng thì hắn ta đã chia năm xẻ bảy chứ không phải va vào mái vòm. Đúng vậy, có thể làm vỡ mái vòm chứng tỏ hộ thể của hắn ta vẫn chưa bị hủy hoàn toàn. Lâm Nhất có nhiều át chủ bài thật đấy, không biết hắn tu luyện kiếm quyết gì, chỉ mới để lộ kiếm quang đã có thể khiến ý chí giết chóc không thể đến gần. Mọi người xì xào, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, họ đều rất tò mò kết quả của trận chiến này sẽ như thế nào. Bịch. Trong mật cảnh mê cung, Diêm Ma ngã xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lâm Nhất chỉ nhẹ nhàng búng tay đã khiến hắn ta không chịu nổi, suýt chút nữa bị thương, đây là kết quả mà hắn ta không ngờ tới. Lâm Nhất, ngươi đã thành công chọc giận ta. Sắc mặt Diêm Ma u ám đến đáng sợ, huyết diễm trong mắt hắn ta gần như muốn bùng nổ, máu không ngừng chảy ra từ vành mắt. Khi máu chảy ra, khí tức của Diêm Ma tăng vọt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ thể trở nên khô đét một cách kỳ dị, sự sống lập tức sói mòn gần hết. Một lượng lớn máu chảy ra tạo thành một vũng máu dưới chân hắn ta. Tiêu hao cực hạn. Chết đi. Với khuôn mặt dữ tợn, người gầy như củi khô, Diêm Ma hét lớn lên, huyết diễm trùng mâu, yên diệt chi quang. Trong cung điện lập tức chiếu rọi vô số huyết quang, những tia huyết quang điên cuồng rơi xuống như mưa. Diêm Ma bay lên không trung. Năm ngón tay xòe ra rồi trưởng về phía trước. Rầm rầm, một bàn tay máu chậm rãi xuất hiện trong không trung, cùng với sự xuất hiện của nó là sự sống của tất cả mọi thứ đều như bị phá hủy. Linh văn kỳ dị phủ kín trên bàn tay máu lập lòe tạo ra dao động đáng sợ, bàn tay máu này cực kỳ kinh khủng. Thanh tiêu thập tam kiếm, kiếm thứ tư, Diệp Lạc Mãn Thiên. Lâm Nhất hít sâu một hơi, đôi mắt của hắn vẫn bình tĩnh trước sự nguy hiểm này. Thanh tiêu kiếm quyết thôi động đến cực hạn, thanh tiêu kiếm kình liên tục dung hòa vào tay, điên cuồng rót vào trong kiếm táng hoa. Rắc rắc, ánh sáng rực rỡ trên thân kiếm phóng ra luồng khí màu xanh, phong lôi quanh quẩn. Khi luồng khí xoay trên từng chiếc lá rơi ra từ thần thụ thanh tiêu nhanh chóng thành hình. Táng hoa vung vẩy, nhát kiếm này bổ ra nhanh như chớp, vô số lá cây thanh tiêu bay tán loạn. Lá rơi như thanh kiếm sắc bén tuyệt thế ra khỏi vỏ đồng loạt bay múa. Hóa thành kiếm khí màu xanh không ngừng dao động. Thanh tiêu thập tam kiếm, kiếm thứ năm thanh tiêu lôi động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 108.